Ông vô cái điệp khúc là chết luôn á. Chết cái gì? Sáng là mới ăn hột mít lấy hơi thôi mà hả, đối xử với người ta như vậy đó. Nè nè, anh ăn hột mít là anh sai một, còn cái chuyện này là sai 10 nha anh. Sao sai 10 vậy? Nghĩ sao bắt tụi em hả, nghỉ làm ở nhà tập có một cái tổ hợp mà gần chết luôn mà gai đáp mền không là sao? Bắt cười quá, tụi bay là vũ đoàn giấu mặt, ai cho tụi bay lòi cái mặt ra? Thì kỳ vậy, không bị nghỉ thì không múa gì hết. 1, 2, 3, 4 thiếu một con vũ đoàn. Ủa, chú ba một đâu? Con vũ đoàn. Chú ba đâu rồi? Chú ba trời ơi, chú ba bị mất tích rồi. Ai vô kiếm chú ba đi. Mọi người ơi trời ơi, chú ba ơi, chú ba, trời ơi, đồi thông hai mộ. Mà muốn nghẹt đường thở luôn à. Dạ sao vậy chú ba? Mày bỏ ngay cái tiết mục này giùm tao nha. Trời, con thấy dễ thương, ai cũng vỗ tay mà sao kỳ vậy? Vỗ cái gì? Trời ơi, ngợp quá, chịu không nổi. Mày thôi, mày vô mày lo đồ ăn cho đám cưới hôm nay đi. Chú yên tâm, với cái đám cưới này con đã chuẩn bị cái menu hết trơn hết trọi rồi. Đâu, nói nghe coi. Bây giờ con sẽ giới thiệu cho mọi người cùng biết cái menu của con gồm món khởi động là hột bánh luộc ăn với dưa chuột. Trời. Món thứ hai là lẩu hột mít ăn với xúc xích. Món thứ ba là hột mít rang ăn với phai lang. Trời ơi, con tên là tố nữ mà, chứ vậy con phải đãi mọi người ăn hột mít chứ. Trời ơi, cái mùi này không có tố nữ xíu nào hết. Tố nữ ơi, thôi gọi cái cổng hoa đâu. Cổng hoa đâu? Cổng hoa đâu mấy đứa ơi? Dạ có cổng hoa đây. Trời ơi, đẹp quá cổng hoa. Mà sao thấy giống bông cúng quá vậy mày? Trời ơi, cái này là chú đưa con có 150 đâu, đủ tiền mua đâu. Ha hê, cái cổng này là không 200 rồi. Các con đi dọc đường thấy bông con lấy gắn lên. Lẫm đâu? Nghe địa. Trời ơi. Trời ơi. Người chết mày cũng không tha nữa. Mày nghĩ sao? Bông người ta cúng mày gắn lên làm bông cưới vậy? Không, cây nhà lá vườn mình có gì mình chơi đó đi chú. Trời, tao sợ mày luôn á. Quan trọng là cái này. Đó, che đậy như vậy là rất là hợp vệ sinh. Được á. Con sẽ mở ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Hai, ba, hai. Trời ơi. Mày ơi, tôi biết chữ này nè. Cái này là bánh quy đúng không? Má ơi, sai rồi, cái này là đột quỵ. Đâu, cái này là chữ đám cưới. Mày, cái này chữ gì? Ơi, không biết chữ mà mày đặt tài lanh không à? Trời ơi, không biết con mới chạy lên đầu đường con coi cái đám cưới người ta ghi chữ gì là con về con ghi y chang. Trời ơi, đám cưới người ta ghi chữ du quy mà. À, cái này mới cải cách nó khác, hiểu không? Trời ơi. Thôi mày kệ đi, sớm này có mình tao biết chữ à. Không ai biết đâu. Thôi đừng nói. Vậy thôi, tao không nói ai biết. Còn mày. Hả? Lại đây. Mày lo cái vụ bên nhạc sao rồi? Dạ con liên hệ nhạc công hết rồi chú. Vậy hả? Ba giá, dạ người thì 700, người 500, người 300. 700 sao? 700 là bài nào cũng đánh được. 500? 500 thì đánh bài được, bài không. Còn 300? 300 Mai Cà Lâm mới hát. Chết. Làm sao? Dạ tại vì cái người 300 đó đánh là đánh ba nốt vô chỗ, cho nên ai Cà Lâm mới hát được. Thí dụ như là hát là hôm lỡ xa giao đôi mắt em giàu. Khó quá vậy. Dạ. Thôi nhưng mà tao đưa mày 100 mày ráng kiếm người nào 100 thôi. Ừ, 100 á. Có nhạc công này 100 mày chú mướn không? Ai? Con nè. Rồi được không? Trời ơi xin lỗi nghe, con đánh đàn cho mấy bạn nhậu con nó khen quá trời luôn á. Khen gì mày? Trời ơi, bữa đó cái bài đó nhạc sĩ là viết La Trưởng không? Con Quýnh La Phong nó hát nóc nhà chết ba thằng rồi. Trời ơi. Vậy là khen vậy hả? Chưa đâu. Bữa đó là con nhỏ kia kìa nó đẹp lắm, nó lên em còn đang đánh nhạc á. Nó lên nó cái anh ơi đánh son cho em, cái con lấy cây son đánh cái mỏ nó, cái chồng nó quýnh em máu không luôn á. Trời ơi, duyên dáng quá ha. Mắc cười quá. 100 ngàn là tôi bào hết cái khu này luôn. Chú ơi, nó làm 100 con xài 25 ngàn thôi, mướn con đi. 25 ngàn. Kinh nghiệm đầy mình. Tao mướn mày. Tao nói con đánh ngoài trời không, đánh hàng ngàn người coi.
xếp re coi con đánh luôn. Trời dữ vậy mày. Ê, ông cũng làm trong ban nhạc quá. 7 năm kinh nghiệm. Sao giấu nghề quá cha. Trời ơi, bây giờ là chuyển qua nấu hột mít rồi, là cái nhạc là giờ yếm vào tủ. Hay đó. Ê, thử nếu được tao mướn mày 25 ngàn nè. Ông giờ thử vài nốt cho mọi người nghe thử coi. Đó, mình là dân nghệ sĩ rồi, đánh đàn rồi, phải chuyên nghiệp đồ đó, là phải bây giờ phải thử dây nè. Đó, mày tạo dáng rồi nha mấy đứa. Rồi 1 2 3 thử dây. Đô 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 rê 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 mi 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 mi. Có nghề quá. Nghệ sĩ mà chơi đàn lỏng quá không được rồi. Tôi đó, nó chuyên nghiệp, nó chỉnh cái. Đâu, 2 3 vô cái coi. Đánh đàn 2 3 đi. Đánh đàn 2 3 vô. 1 10 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 1 1 2. Mày làm gì vậy? Con đánh trong đội. Trời ơi, 7 năm kinh nghiệm là mày đánh lại hả? Dạ con là 7 năm ông làm cái gì? Liên đội trưởng. Tao nói giỏi lắm nha, mỗi lần nghỉ học lại hiệu trưởng nghỉ dạy luôn. Trời ơi, đánh một cái là hàng ngàn con người im ghe nghe con đánh. Trời ơi, bây giờ tào lao quá, bây giờ dẹp được không? Sao tới dẹp? Cái bây giờ chú đưa con 5 ngàn thôi con đánh cho. Mày đánh cái gì? Đánh như mặt hàng nó chứ làm gì. Thôi đám cưới tự nhiên đánh lộn vậy. Bây giờ MC đâu? MC đâu? MC đâu rồi? MC đâu đâu vậy? Hiểu MC. Con hiểu rồi. Cái con này nó nghiệt lắm, phải kêu đúng cái nghệ danh nó mới ra. Để con kêu cho. 2, 3, em. MC tới rồi đây, tới rồi đây chú ơi. Ôi, phải tới đây, làm đây, làm luôn. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin chồng trai chúng tôi là cụ Trần chắc chết sau một thời gian. Mày điên rồi. Mày như một con điên luôn. Đám cưới người ta mày thấy không? Tôi chết nấy mới dẫn đám ma bị nịu. Mà thằng nào làm cái cổng hoa như đám ma vậy? Mày điên hả? Cổng hoa là đám cưới, chỉ là cái tràng hoa kìa mấy đám ma. Bây giờ làm lại là tao bắt nhịp cho nè. 2, 3. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin chồng tranh chúng tôi đã... Mày làm cái gì vậy? Chôn ngay cái suy nghĩ của nó. Trời ơi. Chôn đi. Xong cho nó đẻ trứng. Kêu nó làm lại. Bây giờ làm lại chuyên nghiệp nè. 2, 3. Kính thưa quan viên hai họ, đã sắp tới giờ làm lễ, đề nghị quan viên này họ ổn định chỗ ngồi để hôn lễ của chúng ta diễn ra tốt đẹp. Ladies and gentlemen, kính thưa quý vị, các bạn có mặt trong buổi lễ cưới ngày hôm nay, đàn trai và đàn gái một lời chào trân trọng nhất. Hello hello sẹt sẹt. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta ăn uống thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị nhậu xỉn và té ghế. Thì có cái xích beo dưới ghế, chúng ta có quẹt vô đây, chúng ta sẹt 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 lại cho khỏi té ghế nha quý vị. Hello, hello, phọt phọt. Và khi mà chúng ta ăn nhậu thả ga thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị phọt phọt ra. Có cái bịch ở dưới ghế mà phọt phọt móc ra là phọt phọt vô để đỡ mất vệ sinh. Phò ly, acid, acid. Ly là ly mượn, coi chừng ăn bị bể ly. Quýnh lộn, đừng có tạt acid hay tạt mắm niêm. Mày điên hả? Tao nói acid là lối thoát hiểm. Trời ơi, nói tiếng Anh không có hiểu. Ok. Khoi mi leo mà đời. Mọi người tới đây à? Khoi mi leo, kutu kanai ăn đi. Cảm ơn. Mày tao có biết tiếng Thái đâu, mày dịch tiếng Thái mày. Mày MC rồi mày sao nó cười quá. Mày bước lên làm mày giỏi làm MC mày lấy. Thôi cái bài bây giờ lo là đám cưới hay đứng kể lộn. Lẹ đi đâu làm lẹ. Trời ơi đây. Đi bước vô. Dạ kính thưa quý vị, không để cho quý vị chờ đợi lâu nữa. Bây giờ hôn lễ xin phép được bắt đầu. Nhất trai làng anh công tử giàu sang, nhất gái quê em quê cán con nhà. Nhà em có ruộng cỏ bay mà thẳng cánh á. Nhà em có vườn trái cây rất bảnh. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh nhất làng trong con. Em nhất làng ngoài. Gì vậy? Chuyện gì vậy? Trời ơi! Hai đám cưới. Trời ơi! Cái gì vậy? Trời ơi! Trời ơi!
cầm mã tấu, như vậy là cô dâu đại chiến. Đúng, tôi mắc cấp. Mắc cấp điên đi, mắc cấp. Mắc cấp mà cầm cây dựa ra làm gì? Đang trang điểm cô dâu. Chú với chị hốt đại cây này ai biết đâu. Trời ơi, cô dâu đâu? Cô dâu xong rồi, ra đi. Đi vô trong, nói vô trong kêu cô dâu đây. Cô dâu đâu? Lẹ 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 đâu mà mướn có bắt cấp kỳ cục kỳ trời vậy? Quan viên hai họ, nghĩa địa nào cũng phải có mộ. Chính vì vậy đám cưới không thể thiếu cô dâu. Và sau đây một tràng vỗ tay to dã man đón chào cô dâu xinh đẹp nhất trong ngày hôm nay. Hú hồn hả? Hai ba. Cô dâu chú rể làm bể mình bông, đổ thừa con nít bị đòn tét tách. Tét tách phải, tét tách phải. Thôi thôi, tao kêu mày. Mày diễn cái nét gì mà thô vậy? Không, tôi thấy con dâu tôi tán dễ xanh nở. Nó đã có chữa rồi, xinh nở. Ủa chưa hả? Chưa. Trời đất ơi, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Em xúc động quá. À đừng có xúc động cô dâu, còn nhiều tiết mục nữa. Và bây giờ là phần trao quà cho cô dâu. Xin mời Big Girl. Vâng, kính thưa quý vị. Nữa. Vâng, kính thưa quý vị. Đại diện cho hai bên đàn trai, xin tặng cho cô dâu chuỗi ngọc trai hột mít. Trời ơi. Vòng đeo tay hột mít. Nhẫn hột mít. Và tặng một bài thơ xù xì ốc mít lùi cho ăn no tét cái bẹp nhằm ngày mùng ba. Thằng cha nào tét cái bẹp phải nói cho ra chính là cái con này tét cái bẹp. Dễ thương, duyên dáng. Vậy là trong phút chốc em đã trở thành công chúa hột mít. Tôi thật là thích. Đâu còn món quà thứ hai nữa. Dùng dù bị mụn hay bị dao, bị nắm móc chà lát, là ở lúc lâu bê hay ác lào, bị nắm móc cả tay cả chân, kẻ người sẽ đến với bạn trong từng ngày từng giờ. Dù bạn có là ai, bạn sẽ không bao giờ tránh khỏi. Chỉ một cách là phải xuất cứu, chỉ một cách là phải điều trị. Yeah. Nhân dịp con về nhà chồng, cả sớm có hùng tiền lại mua cho con chai thuốc sức lát. Giữ đi con, tấm lòng của cả sớm đó. Con cảm ơn bác. Về bịch thuốc lát, bác chỉ cần tặng, không cần phải hát. Trời ơi. Vâng, kính thưa quan viên hai họ, phim hành động là phải có xe tăng đại bác, đám cưới là phải có tiếng hát lời ca, lâu lâu mới có nhạc về, ngu gì không hát đi hát karaoke cho tốn tiền. Vâng, dưới bà con cô bác ai nghĩ rằng mình hát hay thì lên đăng ký đi nào. Em đăng ký anh. Em hát thường hay hát dịch vụ? Ủa, hát thường sao, dịch vụ sao anh? Hát dịch vụ là hát liền, hát thường chờ khách về mới hát. Ê khoan đã. Dạ. Cha này đâu nhìn mặt là lạ. Em lắm trong đời không mời cũng tới, ở đâu đám cưới ở đâu có em. Thánh anh Trực nói vậy em buồn anh hả? Nói vậy em buồn sao? Buồn anh Trực nói vậy buồn anh. Nhưng mà từ đâu tới? Em bắt xe đò từ Cần Thơ lên đây đó anh. Trời, từ Cần Thơ lên đám cưới hả? Dạ. Vâng, nể tình đường xa xa xôi, sau đây sẽ là một ca khúc từ tới từ ca sĩ lắm trong đời không mời cũng tới. Hát hay nha. Tối vào tận nghĩa trang khi nắng chiều vừa nhạt bóng. Thôi vô duyên rồi, đi xuống đi. Dặn ra ngồi đấy là dân đám ma cũng lên hát bài này á. Dạ đúng rồi. Lên bên đời không mời cũng tới, ở đâu đó thì ở đâu có. Thôi được rồi, vô đi, vô đi. Vâng. Vô đi đó. Thôi, sau đây. Sau đây, vâng, sau đây xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng đến với một nhóm hài đình đám. Nhóm hài đến từ thành phố Sương Mù. Nhóm hài mang tên Đà Lạt Phố. Sao Vinh Long? Ô anh Mãi Long à? Trời ơi, đi đâu đây anh? Đi đám cưới. Tôi cũng đi đám cưới nè. Ê, có chuẩn bị tiết mục gì chưa? Chuẩn bị rồi. Giờ tôi đố anh nghe. Con cá gì nó có ba đuôi? Cá ba đuôi. Con cá gì nó có bảy màu? Cá bảy màu. Con cá gì? Con cá gì mà nó chùi kiến được? Cá chùi kiến. Còn con cá gì? Cá gì nó hình tròn? Không biết. Cá gì chiên? Bây giờ đố anh ra, bây giờ đố anh hút cái gì không phê? Hút thuốc. Sai. Hút thuốc lào. Sai. Hút cái gì? Hút mỡ bụng. Bây giờ tôi đố anh nè, cái này là chủ
đi tình nè. Cái tình gì? Cái tình gì mà nghe qua là có âm nhạc? À, tình tình ca. Sai. À, tình quê hương. Sai. Tình bolero. Sai. Vậy chứ tình gì? Tình tích tình tình ta. Vâng, kính thưa quý vị, tiết mục hài của chúng em đến đây là kết thúc. Dạ, xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi sau. Tôi nói em rồi, đừng nhận táo hài đám cưới, ăn không mà không có cười đâu. Ai biết qua tập thấy vui mà. Vừa rồi chỉ là một tiết mục bi thôi. Hôm nay sẽ là một tiết mục đặc sắc. Một tiết mục do xóm nghèo chúng em tự tập và dàn dựng. Và đặc biệt có sự xuất hiện của cô dâu. Ôi, trời nóng quá, phải đạp xe cho mát mới được. Không, con đua với cô không? Dạ. Con đua với cô không? Cô là ai? Cháu không biết. Cô đi ra đi. Cô là ai? Cháu không biết. Cô đi ra đi. Cô là ai? Cháu không biết. Cô đi ra đi. Cô đi ra đi. Cô đi ra đi. Mời vô. Kính thưa quan viên hai họ, sau đây sẽ là tới phần mà quan viên hai họ đời trở nhất. Đó chính là phần xuất hiện của chú già. Mọi người cứ để đó đi, không cần phải dẹp đi đâu. Em cảm ơn tất cả mọi người. Em biết là xóm nghèo của mình còn rất nhiều khó khăn, nhưng mà mọi người cũng đã cố gắng để tổ chức cho em một cái lễ cưới thật là đàng hoàng ngày hôm nay, giúp cho tụi em thực hiện được tâm nguyện của mình. Em mang ơn mọi người nhiều lắm. À, cuối cùng thì chúng ta đã có được một đám cưới thật đàng hoàng với nhau. Cuối cùng thì tụi mình đã có một cái lễ cưới đàng hoàng. Lẽ ra ngày này phải đến từ lâu lắm rồi mới phải. Nếu như chuyến xe định mệnh năm đó không cướp mất anh của em. Nhưng mà không sao, cho dù đã có chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh vẫn luôn sống mãi trong trái tim của em. Anh luôn là chồng của em. Em luôn là vợ của anh. Và ngày hôm nay anh nhìn nè, em đã được chính thức trở thành cô dâu.
làm gì má? Sống chung với họ. Em ơi, chị ơi. Em ơi. Em ơi, cá nhiều quá kìa em. Ôi cá nhiều quá chị. Bắt cá đi em. Trời đất ơi, cá rô nè. Cá rào nè. Trời liềm kim. Nguyên một con cá tra. Trời ơi, có món hải sản mà chị thích. Chị ăn cái gì vậy? Đĩa trâu. Trời đất ơi, đĩa trâu mà phải nhai như nhai trầu vậy trời. Trời, em vào vị trí đi nào. Xin hân hoan chào đón toàn thể tất cả mọi người đang đến với chương trình Kể Chuyện Em Nghe Nghe Nghe. Em tên là Cám, còn chị em tên là Tấm. Hai chị em của em xuất hiện như thế này, mọi người biết tụi em sẽ kể câu chuyện gì rồi đúng không? Đúng hơn. Chính xác, tụi em sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện thằng Bơm. Ngày xưa, ngày xưa, xưa thật là xưa, có một cậu bé mồ côi cha mẹ. Một hôm đang chăn trâu cho phú ông thì cậu mãi mê hái hoa bắt bướm, thế là đã lạc mất một con trâu. Cậu đau buồn và khóc thành ba tiếng oa oa oa. Lúc đó từ trong bụi rậm qua dâm bụt xuất hiện một bà bụt đầu đầy dâm và mọt cưa. Bà mới kêu lên làm ba tiếng: tại sao con khóc? Hả? Bốn tiếng lận. Bà ơi, con khổ quá bà ơi. Con làm mất trâu rồi. Kỳ này về á, ông phú ông đánh con chết, ông sẽ đưa con vô khách sạn mà lấy nội tạng của con. Ôi, bà thương cho con quá. Thiệt là đau thương. Thiệt là đau lòng thương tiếc. Bà ơi, thôi ta đã hiểu và thương cho con. Con đừng buồn và khóc nữa. Dạ. Ta đi đây. Cái gì vậy? Bà chưa giải quyết con mà đi đón hậu vậy? Ta quên. Dạ. Thôi để ta làm phép giúp cho con. Dạ. Hồ biến. Móc ra cho nó lẹ. Ủa, cái này là cái gì vậy bà? Đây chính là cái quạt mo cao. Cái quạt mo cao. Cái quạt mo cao này xài sao vậy bà? Con chỉ cần dang rộng đôi tay ra và vuốt vào nách ba cái. Trời đất ơi, pháp thuật gì mà nhức nách vậy bà? Tét nách rồi. Rồi sao nữa hả bà? Sau đó con hãy đọc câu thần chú. Thần chú gì? Thiên lên lên đệ lên lên năng sẽ la phương trên hoài lên mấy lên a tài lên. Đi! Cái gì mà như một bà già thần kinh vậy hả? Con muốn đọc gì đó thì cứ đọc. Dạ. Chỉ cần quạt một cái là nó được. À, con hiểu chưa? Con hiểu rồi. Một lần nữa ta nhắc cho con nhớ, đây chính là cái quạt thần. Quạt thần. 1000 năm con quạt nó cũng không bao giờ bị hư. Ủa gì tào lao vậy? Quạt gì mà 1000 năm quạt không bao giờ hư? Quạt sao? Đây nè, cái quạt thường á là mày quạt gì nè đúng không? Dạ, đó, đúng đó. Rồi. Nó mát có chút xíu à, vài bữa thì nó hư. Dạ. Đó, còn cái quạt thần của ta, con chỉ cần để nó đứng yên. Rồi sao nữa? Sau đó lắc như một con điên. Đảm bảo không bao giờ hư cây quạt. Dạ, con cảm ơn bà. Thôi con đã hiểu rồi, ta đi đây. Bà Tiên ơi, bà chưa đưa cho con cái quạt. Ôi, thế là sau khi được sự giúp đỡ của bà Tiên, cậu bé dùng cái quạt để tìm lại con trâu. Và những người trong làng, ai bị mất của hay bị khó khăn gì đó đều nhờ Bơm cầm cái quạt này giúp đỡ. Tiếng lành đồn xa, và một ngày nọ đã đến tai phú ông. Thằng Bơm có cái quạt mo, không những quạt mát giúp cho mọi người, miệng Bơm thì luôn tươi cười, giúp cho cuộc sống ngàn ngày càng tươi. Phú ông bắt Bơm đi cài, cài một hồi cái quạt Bơm quạt một cái là nguyên một ngày thảnh thơi. Bây giờ Bơm đi ngủ thôi. Thì ra thằng Bơm có cái quạt thần ở trong tay. Hèn gì mà ta sai nó làm việc lớn, việc nhỏ, việc nặng, việc nhọc, nó đều hoàn thành tốt trong một nốt nhạc. Có biết đâu trên đường đời phiêu bạc, ta
ta vô tình ăn cắp cái quạt nó được không ta? Bà ná ná. Bình tĩnh lại, bình tĩnh ông nha, bình tĩnh nha. Con. Dạ. Con nhìn ông quen hay là lạ? Dạ, dạ quen. Quen sao ông quẩy đuôi? Ông làm như con chó vậy. Đối với ông mày chỉ là một con chó. Vậy ông nhìn con lạ hay quen? À, hỏi gài tôi nè. Đương nhiên là lạ rồi. Lạ sao không sủa? Trời ơi, con nhỏ ta là chó hả mày? Trời ơi, con mày mất dạy nha, mất dạy nha, ma nha, nha. Rồi bây giờ làm sao? Tất cả mọi chuyện mà tao giao cho mày, mày đã làm sạch hết chưa? Dạ con làm xong hết rồi. Rửa chén, giặt đồ, nấu cơm, nấu nước, quét nhà, quét sân, vũ neo cho bà chưa? Dạ con làm hết rồi, mà không những vậy con còn bắt cái con ngựa dằn ra, con nhổ lông đen chỗ trắng, con nhổ lông trắng chỗ đen. Rồi con đem cái bức tường ra, con chám chỗ nứt rồi xong đập nứt nguyên bức tường luôn. Nó giỏi quá, nó giỏi quá, không có cớ gì mà phải chửi nó được. Con yêu. Ông biết con có cái quạt thần trong tay đúng không? Dạ không có. Con cho ông đi. Dạ con không có. Con cho ông đi nha con. Con không có. Con cho ông đi. Con không có. Trời đất con. Trời đất ơi con ơi, sao con mạnh tay với ông quá vậy con? Ủa cái quạt con thần kỳ vậy sao ông? Bây giờ cũng đổi ông nha. Con muốn cái gì là có cái đó. Đổi hả ông? Đổi cái... Thôi ha, ông đừng có nói là ông đổi con với cái ao sâu cá mè, cái bè gỗ lim con chim đòi mồi nghe. Xưa rồi Diễm. Gì mà xưa rồi Diễm? Bây giờ là mấy cái thứ là bình thường rồi. Thời buổi hiện đại mình phải đổi cái gì nó thiết thực, nó cao siêu hơn. Và chương trình đổi quà lấy quạt xin phép được bắt đầu. Và sản phẩm đầu tiên là sản phẩm về dòng sức khỏe. Đây, đây là chiếc dòng kim cô. Chiếc dòng này có thể chữa được tất cả các loại bệnh. Vâng, và tại sao nó có tên là Kim Cô? Bởi vì ngày xưa nó thuộc quyền sở hữu của cô Kim. Đây, đội lên đầu đi con. Đội lên hả? Đội lên đầu, đó. Rồi con cảm giác gì chưa? Cảm giác gì không? Thôi, thôi, ông ơi, con không đổi đâu. Nhức đầu lắm, ôi không đổi đâu, không có đổi. Con không có đổi đâu. À, con không thích cái này hả? Không đổi. Vậy sản phẩm khác, sản phẩm này là sản phẩm công nghệ tương lai. Đổi luôn. Hay quá em gái ơi. Vâng, sản phẩm này rất hiện đại, êm ái, mềm mại và khô thoáng. iPhone 10 Plus. Ủa? Cái này xài sao vậy ông? Cái điện thoại này rất xịn, 4 sim, 8 sóng, 72 mạng. Phú ông là người Việt Nam nên xài sim Việt Theo. Phú ông có một người bạn bên Lào xài sim Lào Theo. Và đặc biệt Phú ông có một người bạn bên Mông Cổ xài sim Mông Teo. Tao tán trong mặt mày nha. Cái gì mà Mông Teo, mày lanh quá hà. Rồi bây giờ ông sẽ đập hộp iPhone này test máy cho con. Trời, đi kéo con tia vậy trời. Quỷ sao bây giờ mình nơi lập tuần thờ lâm thấp rồi còn mình nuôi cái lừa tam ná cắp bởi xuống lên nữa là mai khóm ra ba lội tụt. Xong rồi. Ủa bạn ông nói gì vậy? Không bắt máy. Vì ông nói chuyện với ai? Tao nói không lông vậy thôi. Ủa thích điện thoại này không? iPhone 10 Plus. Thôi một lớn là muốn chết rồi, 10 lớn là chai đích luôn á. Vậy con không thích cái điện thoại này không? Con không đổi đâu. Không, không thích cái này, có cái khác. Và sản phẩm tiếp theo thuộc về dòng sản phẩm mai mặt. Vâng, cái sản phẩm này với hàng ngàn hạt lưu hương và đặc biệt với cái mùi nước tương tạo nên miếng vải tầm gai. Miếng vải tầm gai này được dệt bằng 500 cộng lông minai với sự khéo tay của 77 bà ngoại, 44 bà dì và 33 bà cô. Trong lúc rảnh rỗi các bà không biết làm gì nên đã sáng tác ra bài hát Dệt tầm gai, dệt đến bao giờ em dệt tầm gai. Dệt tầm gai. Đạp nhầm gai. Ây da, bay da, ây da. Con dính khi gai. Trời ơi, ông xin lỗi con, ông hát bài này ông liệu luôn. Bây giờ con thích cái này không con? Thôi,
giải tầm gai mặc vô là có thai. Mày im đi thằng quỷ hú này. Mày im đi. Không thích đúng không? Không. Rồi vậy ông đi bán ve chai. Rồi giờ, bây giờ con thích cái này không? Dạ không, con không qua thích bên đâu đây đi. Rồi bây giờ sẽ có một cái sản phẩm khác chắc chắn con thích. Sản phẩm này mang dòng giải khát. Bạn muốn tăng cân ư? Đã có nước khoáng hiệu con gián. Nước khoáng hiệu con gián, thức uống dinh dưỡng dành cho người gầy. Cái này uống làm sao vậy ông? Rất đơn giản. Nhạc. Xong rồi, tắt nhạc đi. Ông làm vậy làm chi vậy? Lắc đều trước khi uống. Uống đi con. Được rồi đó. Uống cái này cực lắm, con không uống đâu, con không có đổi. Đi con đổi đi con, cái này được mà. Con không đổi đâu. Sao mà mày ngu quá vậy, cái gì con đổi đây, cái vật phẩm quý giá nhất của ông bây giờ không đổi, sao mày ngu quá vậy? Bây giờ đổi không? Không, đổi con không? Không đổi. Bây giờ mày đổi không? Con không đổi, đứng đó. Con không đổi. Mày đứng đó cho tao, mày đừng có nhoi, mày đừng có nhoi. Để đó, mày đứng đó, mày đừng có lên, mày đừng có im đó cho tao. Mày đừng có nhoi, mày đừng có nhoi. Đứng im đó, đứng im đó. Ông nhoi á, ông nhoi á. Tao nhoi hả? Thôi được rồi, tao sẽ quýnh mày chết. Mày đổi cho tao không? Con không đổi, đổi không? Con đổi đâu? Con tao không? Đổi đâu? Yeah. Con đổi đâu? Anh ta ơi! Trời đất ơi! Cái bà này nhìn quen quá, bà Đầm đúng không? Bà Lơi Văn Đầm là bà Lâm Văn Đời đúng không? Sao mâm nào bà cũng xuất hiện ở đây vậy? Đi chỗ khác, cái chỗ này không phải chỗ của bà. Bà ơi, bà có sao không bà? Con ơi, bà đói quá con ơi. Bà đói, ý trời đã định rồi. Bà đói chắc chắn sẽ có gối xôi, mà gối xôi chắc chắn sẽ có cây quạt. Bà muốn ăn xôi không bà? Không, cho bà tô phở bò hai trứng. Trời đất ơi. Bà nằm ở đây đợi con một chút nha. Ừ. Phú ông. Cái gì? Bây giờ tôi sẽ đổi cho ông cây quạt này. Ông hãy cho tôi một tô phở bò hai trứng. À, tô phở bò hai trứng, mày muốn ăn phá lấu tôi cũng cho mày luôn. Đây, bà tô phở bò hai trứng. Hãy đưa cái quạt cho ta. Đưa cái quạt cho ta. Ta đã có cái quạt trong tay rồi. Ta phải thử sức mạnh của quạt này. Ta muốn cái mặt này biến sang hình khóc. Hi. Bà ăn đi bà. Hi. Hi. Nghịch chủng lại đây. Mày lừa tao đúng không? Mày nói cái quạt này quạt tao quạt như một con điên mà nó có chuyển màu đâu. Con đâu có biết đâu. Thôi đủ rồi. Hả? Tôi lão phu ông gian ác kia. Ta trân trọng thì biết ta là bà Tiên. Hả? Bây giờ ta trừng trị nhà ngươi hồ biên. À, nó thành con gì rồi? Trời ơi. Kể từ hôm đó Phú ông nó bị bà Tiên biến thành một bà điên đi vòng vòng khắp xóm. Còn với những người thật tốt bụng, ví dụ như bà Bột và Bòm, thì sống quấn quýt bên nhau, chúng ta có được sự tích trầu cao. Xí xí xí, tao khùng người ta biết cái kết này nha. Nói lại sự tích gì? Ủa lộn hả? Ý lộn, sự tích thằng Bòm. Đứng lại. Chạy ngon lắm. Điên hả? Mày làm gì vậy? Em sửa xe anh xong rồi, em đem qua thử đó anh. Thay nhớt là chạy êm, nó không có nóng nữa đâu anh. Anh chạy đi anh. Hôm qua mới thử á, em chạy ngon lắm. Em đã vượt sóng, vượt gió, những cơn mưa rào luôn. Mày lấy xe tao mà chạy vòng tầm bậy bạ vậy hả? Anh ơi, em chạy thử xe chứ không chạy tầm bậy. Tao về tao mét ba mày. Anh, đứng lại. Mắt kiến anh mát lắm nha. Đi xe bắt đầu nó bảo hiểm nè. Dạ. Tụi bay điên hết rồi phải không? Anh nói cái gì vậy? Hả? Bây giờ tụi bay muốn cái gì? Anh nói tụi muốn cái gì à?
Anh xe xong sạch sẽ sáng sủa xinh xắn xong xuôi xạo xinh xuôi xó xí. Anh à, xe em đã rửa xong rồi, anh đừng mét ba em nha anh. Tao vẫn mét là làm sao? Anh nói cái gì? Anh mét ba em à? Ừ. Anh quá đáng lắm. Anh biết tôi là người nổi tiếng nóng tính ở khu vực này rồi. Rồi sao? Anh muốn chết với tôi đúng không? Tụi bay! Anh thắng! Đừng mà! Chạy đi! Tại sao chạy tao? Chạy đi! Bây giờ tao mét ba mày nè. Chạy đi cha! Trời ơi! Nói nữa! Thôi! Anh làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Em hỏi anh á, tại sao tụi bay không bắt nó bắt tao gì vậy? Anh làm gì kỳ vậy? Xe người ta mắc mới gì anh lấy anh chạy? Trời đất ơi! Nguyên tắc của mình là gì? Sửa xe xong phải chạy thử xe của khách chứ. Thì anh chạy thử thôi. Mắc mới anh chạy mấy vòng cái khu phố này chi vậy? Chạy anh ta chạy chậm chậm thôi. Chạy vì tốc độ bàn thờ định tranh cúp lư hương hả cha? Mày giỡn mặt với tao à? Tao chạy có lý do tao. Bởi vì hôm nay tao muốn qua đây để tao lấy lè một người. Ừ. Anh lấy lè với ai? Người ấy chính là hot girl của lòng tao. Cô ấy rất là xinh đẹp, chỉ cần mỗi lần chạm vào cô ấy thôi. À, cái gì vậy? Sao vậy? Nóng. Nóng. Không hiểu gì hết á. Cô ấy rất là xinh đẹp, dễ thương, xinh xắn. Cô ấy tên là Trâm và cô ấy là một cô gái bán hoa. Ba anh đi em hôn. Cổ hả? Không phải luôn. Nói chung không phải cô ấy đâu. Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp. Mà tao nói bán hoa ở đây có nghĩa là bán bông hoa, bông hồng, bông hoa, bông huệ, huệ đó hiểu không? Mở shop bán hoa đó. À. Sao hot girl của anh chảnh quá vậy? Chảnh mà còn cầm theo con chó nữa. Người ta gọi là chảnh chó đó. Nhưng mà không phải đâu, bình thường cổ dễ thương lắm. Mà tại hôm nay cổ đang giận tao nên cổ vậy thôi. Trời đất ơi, cổ giận anh? Ừ. Mà anh làm gì cho cổ giận? Ừ. Thì tại hôm bữa nè, tao đang ngồi trong tiệm sửa xe của mình á. Ừ. Bà kia bà đạp xe đạp vô, bà nói bà bể bánh. Bà nhờ tao giá giùm. Tao vô tao giá xe cho bà. Tao giá một hồi hả, bà không chịu trả tiền. Tao ghét tao đập nguyên xe bà luôn. Trời đất ơi. Rồi Trâm thấy vậy Trâm giận tao luôn. Kỳ vậy? Người ta sửa xe xong mà sao không chịu trả tiền? Tại sao bà không chịu trả tiền? Bà đừng mắc quá. Bao nhiêu mà mắc? 50. Ta sửa xe có 5.000, ông quốc ông 50, người sao người ta trả? Ủa tao nói khách bà có quyền trả giá mà. Trời ơi. Sao cái tính nóng của anh không giờ bỏ được vậy? Nói chung á, tao biết tao bỏ không được. Qua đây nè, hôm nay tao qua đây tao xin lỗi Trâm. Tao dắt hai thằng bay theo là để nhắc nhở tao. Thí dụ tao còn là sai, tao còn là nóng vội đi nữa thì tát tao một cái để tao tỉnh dậy, nhớ chưa? Dạ nhớ. Bây giờ chuẩn bị nha. Dạ. Trâm ơi, nóng tính sao đánh tao? Nóng tính tao đâu hồi nào? Nóng tính đánh hoài vậy? Nóng tính hết nóng luôn rồi. Ừ, đánh hoài luôn, ai dám nóng nữa. Kêu Trâm. Trâm ơi. Thì thầm mùa xuân hả? Kêu vậy sao nghe? Trâm à, khỏi vụ tao luôn. Tính vụ tao, tao đánh tao nữa nè. Bây giờ ba đứa cùng kêu đi, khỏi ai đánh ai hết. Dạ, dạ. Trâm ơi, không có Trâm có Sơn được không? Ngọc Sơn à? Quả Diệm Sơn. Sao anh tạt em vậy? Vừa. Sao anh tạt nước gì vậy? Nước mắm đó con. Sao tự tạt nước mắm em? Tao thích. Tại sao? Tao thích đó được không? Nói anh nghe nè, anh hay lắm. Nhưng mà hôm nay tôi đến đây không phải tìm anh. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi. Hả, tiệm sửa xe nhà tao đã cạch mặt tiệm sửa xe nhà mày. Hà cớ sao mày cứ qua địa bàn của tao hỡi ba cái thằng tào lao? Tôi thích thì sao?
Mày thích đúng không? Mà tôi nói anh nghe, hôm nay tôi không tìm anh, tôi đến đây đi tìm Trâm. Anh cười cái gì? Cười khinh bỉ đó. Tại sao khinh bỉ tôi? Mày hãy nhìn đi, đùi thì bự, bụng thì chà bá, gót thì xệ, mũi thì sữa, cầm thì đổ. Gì vậy mà? Ủa anh đang nói anh hả? Mày cười cái gì? Cười chi dễ đó. Làm gì khi dễ tao? Thà tôi xấu tự nhiên còn hơn cái đồ du viên sứ mũi. Mày đang chửi nguyên một rạp, có mày tin nguyên rạp đút sống phóng mày lỗ đầu không? Cái gì? Anh đừng có lấy bụng ta suy ra bụng người. Ngày hôm nay mày nói qua đây mày thích Trâm đúng không? Đúng. Mày mến Trâm đúng không? Mày yêu Trâm đúng không? Phải. Si dễ mày. Mày yêu Trâm, mày mến Trâm, mày có cái gì mày chứng tỏ không? Mặt thì xấu, cái gì cũng không có, tướng tá cũng không có, nhà thì nghèo, kiến thức thì không. Làm im đi. Hả? Anh có thể nói tôi xấu, anh có thể nói tôi nghèo, nhưng không thể nói tôi ngu. Tại sao nói tôi không có kiến thức? Tôi xin lỗi anh à, kiến thức tôi rất là cao, cái BBQ của tôi rất là cao, anh biết không? BBQ là cái gì ba? Là cái trí thông minh đó. Trời, cái trí thông minh người ta kêu là cái BB Trần. Trời. Cái BB Trần đó, cái BB Trần nó sẽ ghê lắm. Cái BB Trần của tao là một nùi trong đây, hiểu không? Nói chung mày là cái trí thông minh. Mày nói mày thông minh. Đúng. Xin hỏi tráng sĩ đây, tráng sĩ thông minh vậy, tráng sĩ học lớp mấy? Xin thưa, tráng sĩ học tới lớp 3. Nhục. Tại sao anh cười tôi, anh học lớp mấy? Lớp 2. Tuy tao học lớp 2, nhưng mà tao rất là yêu quý em Trâm của tao. Chính vì vậy mà ngày đêm tao đã sáng tác cho một bài thơ tặng em Trâm của tao. Bài gì? Được, hãy nghe đây. Trâm ơi ta bảo Trâm này, Trâm ra ngoài ruộng Trâm cài với ta. Cái cài giúp thiệt nông gia, ta đây Trâm đó ai mà quản công. Trâm ơi ta... Ủa bây giờ ông tả Trâm hay tả Trâu? Ủa Trâm, Trâu, cái gì Trâu? Trâu hay là Trâm, Trâu hay là Trâm? Tả con Trâm. Tả con Trâm, sao đem con Trâu ra tả? Tao lộn. Anh không kiến thức. Anh nè, anh biết không? Tôi yêu Trâm, tôi thương Trâm, hàng đêm tôi mong nhớ về Trâm. Chính vì vậy mà tôi đã sáng tác ra một bài hát dành tặng cho Trâm. Trong đó tất cả câu hát của tôi đều nói về Trâm. Anh nghe nè. Trăm phần trăm, trăm phần trăm, xưa tươi nguyên chất. Trăm phần trăm, trăm phần trăm, trăm phần trăm, xưa tươi nguyên chất. Trăm phần trăm. Mỗi ngày, mỗi ngày. Thôi! Rồi rốt cuộc mày trả con Trâm hay trả con bò? Tả con bò quăng Trâm. Tả con Trâm qua con bò. Thôi đi. Tự nhiên cái tả con Trâm thành trâu bò. Mà con Trâm là em ruột của tao. Chẳng lẽ tao là cái phường trâu chó? Mẹ, tao hay cũng hay chửi tao như vậy đó. Nhưng mà tao tin đó là một lời khen. Bây giờ tao không còn biết. Nói tóm lại anh có cho tôi gặp Trâm hay không? Tao không cho. Tại sao? Bây giờ á, nếu mày nói mày thương Trâm đúng không? Đúng. Mày thương Trâm thì bây giờ Trâm xuất hiện trước mặt mày thì mày làm sao cho Trâm hạnh phúc, Trâm vui vẻ, Trâm happy, mày làm được không? Được. Nhưng mà làm cách nào đây? Bây giờ tao sẽ là Trâm. Anh là Trâm. Đúng. Được. Tao sẽ test con Trâm trước, mày hiểu không? Anh là Trâm, còn tôi sẽ là tôi. Đúng. Nè. Rồi bây giờ Trâm là Trâm nha. Hồ Trâm. Con gái đứng nhìn dần non lá, buồn chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm. Anh Thắng ơi, em đã chờ anh Thắng nãy giờ 7 tiếng đồng hồ rồi mà sao anh vẫn chưa tới? Em chờ lâu quá, em gỡ đầu xuống em giặt. Trâm ơi, đang giặt đồ. Trâm ơi, tán bạc tay nha, đang giặt. Trâm ơi, Thắng đây. Anh Thắng. À,
anh Thắng ơi. Trâm ơi. Anh ơi, em đã chờ anh ở đây 7 ngày 7 đêm rồi đó. Em có nhớ anh nhiều không? Em nhớ anh da diết tan nát lòng em. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây? À, bây giờ mình hãy đi công viên đi anh. Thôi, chúng ta ra công viên, mất công gặp bà điên. Vậy bây giờ chúng ta hãy đi ăn chuối chân đi anh. Mất công chúng ta sẽ gặp bà Tưng đó. Vậy bây giờ chúng ta đi ra ăn xương đi anh. Ra ăn xương sẽ gặp chị Việt Hương. Vậy chúng ta đi lân tơn đi anh. Thôi mất công gặp anh Dân Sơn. Thôi nghỉ đi luôn đi trời. Trâm. Vậy em nghe anh nói nè. Sao đi đâu cô không chịu vậy được. Bây giờ anh muốn đi đâu? Thôi được rồi, anh sẽ dẫn em đi mua áo cặp. Thôi ra ngoài gặp thằng Quỳnh Lập thì khác lắm. Thôi mà. Vậy bây giờ đi đâu đây? À, xem phim. Anh ơi. Anh nghe. Anh ơi. Anh nghe. Dài như vậy chừng nào mới tới đập phim anh? Chắc mai mới tới em ơi. Anh có cái gì chở em đi không? À, anh có rồi. Có rồi hả anh? Đợi anh một chút. Em ơi. Ồ, anh lấy cái gì vậy? Xe đạp đó. Dạ, chờ em một chút. Em làm gì vậy? Em lấy trơn. Lên đi em. Đi đi anh. Em ơi. Dạ. Cái này xe đạp chứ phải xe ôm. Dạ em. Đi ơi. Anh nè. Ôi. Anh ơi. Sao em? Đường lên dốc đá hay sao mà tưng quá vậy? À, chết rồi, xe bị bể bánh. Vậy hả anh? Đợi anh chút nhé. Anh làm cái gì vậy? Anh bơm bánh xe đó. Bể bánh sao anh à? Vậy hả, để anh bơm. Thôi bánh sao? Được rồi, để em. Em làm gì vậy? Dùng luôn cái bánh anh à. Rồi làm sao mình đi? Đi tiếp anh nha. Lên em. Em ơi, đi về em có mỏi không? Đau chuột quá anh à. Hay mình bỏ luôn chiếc xe đạp em nhé. Dạ. Hey. Hey. Anh ơi, xe đẹp đã tan gió tan mây rồi. Bây giờ mình đi như thế nào đi anh? Chúng ta đã đến nơi rồi kìa. Em ôi, thấy không? Đằng xa xa kia có những chiếc ghế. Ôi, hàng ghế đá xanh tàn cây gốc sân trường. Hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Mình ngồi đi anh. Ngồi đi em. Ủa sao em ngồi cao hơn anh? Dạ, đứa nào để bịch rác dưới đây nè. Dạ. Còn cây đinh nữa nè em. Cảm ơn anh. À, sao nữa vậy? Còn cây nữa. À, sao nữa vậy em? Hết rồi. Em ơi, ngồi vậy chúng ta có mỏi chân không? Dạ cũng hơi mỏi anh à. Vậy sao mình không ngồi xuống luôn đi em? Dạ. Anh ơi, anh ngồi thế này anh là bông hay là trái? Anh là trai, còn em là trăm. Anh ơi, ở đây không gian đẹp quá, không có ai cả, gió lùa qua kẽ tóc của em. Anh có thể tặng em nụ hôn đầu được không? À, anh hiểu rồi. Em nhắm mắt lại đi. Da không còn ha. Anh ơi, anh vừa làm cái gì vậy? Thì em kêu hôn đầu, anh hôn lên đầu em rồi đó. Cái gì kỳ vậy? Nụ hôn đầu là hôn ở trên đầu. Vậy nụ hôn cuối mình hôn ở đâu? À, anh hôn vô túi. Dạ, em có hai cái túi nè, anh hôn đi. Ê, không, anh không dám hôn chỗ này đâu. Nó ghê lắm. Anh đã hiểu sai ý của em rồi. Hôn đầu có nghĩa là hôn chỗ khác đó. À, anh hiểu rồi. Dạ. Đi thôi. Em hãy nhắm mắt lại đi. Cảm ơn anh. Vừa như anh khoái làm cha anh hay sao đó. Anh vừa làm cái gì vậy? Thì anh dẫn em ra chỗ khác để anh hôn đó. Anh ơi, anh đã hiểu sai ý của em rồi. Hôn chỗ khác có nghĩa là hôn chỗ khác trên gương mặt. À, anh hiểu rồi. Em muốn hôn chỗ khác. Vậy thì em sẽ ăn tát. À, mày tát tao, tao tát lại. Tao tát luôn. Để cho xuông, tao tát tiếp. Đồ con kiếp lên tụi bay. Vô. Ôi! Tụi bay tính chung sống tao luôn à? Cái gì vậy? Tụi bay càng lún sâu vào âm nhạc rồi đó. Tao nói trước, đây không phải là kịch cùng bolero đâu nha. Nè, không còn gì nữa, thôi chúng ta đi về. Đây, anh kia, đứng lại. Cái gì? Anh tính đi đâu đó? Tao đi về. Tôi qua đây chưa xong chuyện với anh mà. Tôi qua đây anh còn trù tôi chết. Anh còn đưa cái bài đòi thông hai mộ là sao? Hả? Tao không trù mày, đó chính là sự thật đó.
Với cái tính nóng nảy của mày, thế nào con Trâm về mày với nó cũng nắm tay lên đồi thông hai mộ chung sống nhau trển thôi. Vậy còn anh là cái gì? Tao là anh hai của nó nên tao có quyền ngăn cản. À, anh ngăn cản tôi luôn. Ừ. Nè, thấy chưa? Tụi bay thấy chưa? Tao là anh của nó, còn đá giò lái của tao, thấy chưa? Bởi tính nóng giận của mày, Trâm bỏ mày là đúng rồi. Trong của Trâm là bỏ tôi hết á, chỉ có anh ngăn cản tôi thôi. Tao không ngăn cản, Trâm đã nói với tao rồi. Vì tương lai, Trâm sẽ bỏ mày, không bao giờ gặp mày nữa. Anh nói láo. Tao không nói láo, đó là sự thật. Anh Trâm hai không tôi nói vậy. Thiệt đó. Hả? Trâm. Anh hai tôi nói thiệt á. Anh á, lúc nào anh cũng nóng tính hết á. Rồi sao làm được chuyện lớn. Rồi tương lai của hai đứa mình nữa, biết đi về đâu. Thì anh cũng không muốn vậy đâu. Tại vì những cái chuyện nó bực mình quá mà. Anh mà còn nóng tính nữa, em chia tay anh luôn. Trâm. Trâm à, anh biết những ngày tháng qua đã làm rất là đau khổ, cũng chỉ vì tính nóng của anh thôi. Anh xin em hãy tha thứ cho anh một lần này. Anh xin hứa. Thôi ngày... Anh là Lâm Thắng chứ đâu phải là Lâm Phong mà anh diễn dữ vậy. Anh đâu có diễn đâu. Anh nói thiệt mà. Tụi bay tin tao không? Tụi bay có tin tao không? Nóng luôn. Tao hết nóng luôn rồi. Tụi bay đánh với tao ngủi ngắt luôn rồi đó. Thấy nó vậy thôi, đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại. Thay nó một lần đi. Chậm, tha thứ cho anh nha, anh biết lỗi rồi. Xin hân hoan chào đón tất cả quý vị đã đến với rạp xiếc Cờ Hó. Kính thưa quý vị, và hôm nay tôi xin tự tin hân hạnh giới thiệu, tôi chính là con chó. Và sau đây không để cho quý vị chờ đợi lâu, chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu để đón chào sự xuất hiện của một loài động vật thông minh hơn cả tôi. Đó chính là con người. Dạ. Con người mà đứng gì kỳ vậy? Dạ. Ủa, con người hay con chó? Đứng đàng hoàng coi. Dạ em xin lỗi anh. Tiết mục đầu tiên là gì? Tiết mục đầu tiên là con người làm toán. Rồi, bây giờ tôi sẽ đặt ra một phép toán cho con người trả lời. Dạ. 1 + 1 bằng mấy? Bằng 2. Giỏi. Bây giờ tiếp tục. Dạ. 5 + 5 bằng mấy? Bằng 10. Dạ. 10. Ủa sao vậy anh? 5 + 5 bằng 9. Tào lao. Gì 5 + 5 bằng 9 mà. Bây giờ để tính cho coi, đưa cái bàn tay lên. Giống tay cùi có gì? Không, cái này là tay chó. À, tay chó. Bây giờ mượn bàn tay người đi. Rồi. Rồi đếm. 1, 2, 3, 5. Coi đánh rơi nhịp nào không? Dạ có. Đếm lại. 1, 2, 3, 4, 5. Ngón này là bao nhiêu? Ngón thứ 5. Nhớ kỹ trong não mình là bao nhiêu? Ngón thứ 5. Đếm. 5, 6, 7, 8, 9. Bằng 9. Anh chó ơi, thông minh quá anh chó ơi. Bởi vậy con người có bàn tay mà không biết vận dụng. Hay quá. Kính thưa quý vị, người ta thường nói là dạy con từ thở còn thơ. Dạy người từ thở, bây giờ mới dạy rạp xiếc. Đúng không? Dạ đúng. Đúng nè, đúng, đúng. Ủa sao đánh em? Không, cái này là lỡ tay. À. Không, nhưng mà nói cho nghe. Bây giờ, nói nghe nè, ngoan đi. Bây giờ á, có phạt thì có thưởng. Bây giờ là tới giờ ăn. Tới giờ ăn rồi. Đây, đứng liền, đứng đèn nè. Đây, đứng liền đèn thức ăn của tao. Ủa anh ơi, đồ ăn của chó thì làm sao con người ăn được anh? Ủa sao đồ ăn của con người mà con chó ăn được? Bây giờ ăn. Ăn. Không ăn nè, không ăn, đốt ăn mà không chịu ăn. Ủa sao anh đánh em vậy? Đốt ăn mà không chịu ăn, bây giờ ăn nè, ăn. 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 Ăn nè, ăn đồ ăn của con chó mà con người đòi ăn. Bây giờ ăn không? Ăn không? Ăn nè, ăn nè. Ăn.
ăn không? Hả? Không trả lời, không trả lời. Sao vậy? Hả? Sao đánh em? Không có ý kiến cũng đánh nữa hả? Mày đang ý kiến đó. Ý kiến nè, ý kiến. Anh khó quá, anh đánh em hoài. Rồi bây giờ tiếp tục tiết mục tiếp theo đúng không? Dạ. Kính thưa quý vị, và sau đây chúng ta sẽ đến với tiết mục tiếp theo. Không bao giờ có ở những rạp xiếc, chỉ có trong phòng mà thôi. Đó chính là tiết mục Con Người Karaoke. Rồi, giới thiệu. Dạ thưa anh chó, thưa toàn thể quý vị khán giả có mặt trong ngày hôm nay. Sau khi em hát bài này thì anh chó sẽ không đánh em nữa. Và quý vị sẽ trở nên yêu em hơn. Rồi. Đây là ca khúc mà chính em sáng tác khi người yêu em bỏ em. Bài gì? Em xin bắt đầu. Tình yêu tình yêu tình yêu như chén mắm ruốc bên hiên nhà nàng. Tình yêu như chén mắm ruốc mùi hương thúi rừng. Mắm ruốc bài tầm lâm như mắm ruốc bài tầm lâm. Mà sao không hốt để cái chén mắm ruốc nó cứ bài thui rừng. Mắm ruốc bài, mắm ruốc bài, mắm ruốc bài, mắm ruốc bài. Bài, bài, bài. Hát bài gì? Dạ tình yêu mắm ruốc. Biết mắm ruốc là có liên quan tới mắm tôm không? Hả? Mắm tôm là liên quan tới thịt của tao á. Bây giờ là sẽ huấn luyện cho mày một cái tiết mục mới. À, tiết mục mới đúng tiết không? Tiết mục mới. Dạ, dạ. Lấy cái dòng. Dạ, lấy cái dòng. Lấy cái dòng. Ủa mà anh ơi, cái dòng này sao nó lại có những cái cục này ở đây là sao vậy anh? Để trang trí cho nó đẹp thôi. À, trang trí đẹp đúng không? Rồi. Lắc đi. 2, 3, lắc. Khoan đã. Sao vậy? Bây giờ mình phải đốt lửa lên nó mới đẹp. Anh ơi. Anh ơi, cái này em chưa học mà anh. Vậy chứ hồi đó tao có học đâu mà mày bắt tao lắc. Khổ quá anh ơi. Hả? Đốt lên lửa nào. Anh ơi. Rồi sao nữa, sao nữa? Ê, cái hả cửa thở cũng lửa này. Trời ơi, anh ơi. Rồi, chơi. 1, 2, 3, lắc. Nhát. Rồi, chơi rồi, chơi đạp, chơi. Chơi. Cậu ơi, mày đâu rồi cậu ơi? Cậu ơi. Tao biết lỗi của mình rồi. Từ nay tao sẽ không đánh đập hành hạ mày nữa. Tao thương mày lắm. Mày mãi là bạn tốt của tao nha. Chó người, người chó. Tôi nổi hết da gà rồi nè. Em là cậu bé bán chè, em là cậu bé bán chè. Tiền là tiền nhiều khi không mà có. Tiền là tiền nhiều lúc có như không. Anh Dương Lam, anh Dương Lam, anh bán cái gì vậy? Bớt diễn ngoại hình lại, bớt diễn ngoại hình lại thấy ghê. Bán chè. Anh bán chè hả? Cho em một chén. Nhiều. Bao nhiêu tùy thích. Đây hết giờ rồi. Em cảm ơn. Thiệt là ngon, em cảm ơn. Bye bye, em đi về nha. Đứng lại. Trả tiền. Ủa, hồi nãy em kêu cho em một chén anh múc anh cho em mà. Rồi tao sai cho. Dạ em cảm ơn anh. Em đi về. Phải đưa tiền. Nó chưa đổi tiền tôi luôn đó trời. Vô đổi tiền nó con. Dạ. Đổi tiền đi con, trời ơi năn nỉ luôn, nó đổi tiền đi. Ai ra đổi đi. Trời ơi. Anh Dương Lâm ơi, anh Dương Lâm. Rồi. Anh bán cái gì vậy anh Dương Lâm? Bán chè hết giờ, giao đãi rồi. Bán chè hả? Anh bán chè gì? Chè chuối, chè gì cũng có hết. Chị cho em một chén chè xanh đi anh. Một chén chè xanh, rồi rồi chén.
chè cái xanh. Này là chè đậu xanh mà. Em kêu chè xanh là chè là trà đó anh. Em ăn ngọt anh bị tiểu đường. Thôi kệ không sao, em ăn cho nè, em trả tiền. Nhớ cất vô kỹ nghe chưa. Đường dạo này đông lắm, cướp trộm nhiều lắm. Cất vô đi, nè lấy bao xuống, cất vô nhanh lên. Không được rồi con, được rồi. Cất vô đi. À anh ơi, em sợ quá, em không dám ăn chén chè này. Sao sợ? Em sợ chè giả. Mặt còn làm giả được mà, đúng chi là chè. Rồi mượn tiền chưa nè. Thôi em không ăn đâu, em trả anh nè. Anh trả ngược lại tiền cho em đi. Không, chén chè này 200 ngàn là điều đủ luôn nè em ơi. Ôi trời ơi, quán quân cười xuyên Việt mà bán chén chè 200 ngàn. Bán chén chè 200 ngàn kìa. Quán quân cười xuyên Việt, anh trả tiền lại cho em đi anh. Em ăn chè rồi 200 ngàn hết rồi cưng. Đi về, liêu 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 liêu. Vô con. Chết rồi thầy, nó vô rồi nè. Nói à? Không có, đây nè, nói nghe. Trời đất ơi, bán chè ha. Bán chè. Gánh chè ha. Gánh chè. Mà nó đô như gánh tạ vậy đó. Nói nghe, số tôi khổ lắm, đi bán vé số. Trời ơi, nó giật vé số tôi cậu ơi. Trời nó ơi. Giật nhưng mà hên lắm cậu, giật được lại sách báo. Trời ơi, cái phường ăn cướp luôn hả? Đúng rồi, bây giờ ngộ lắm, cái tôi thấy đâu biết đâu, đi bán gỡ vốn cậu hiểu không? Phóng vô thấy tụi kia đang ngồi quýnh bài, phóng vô liền. Rao liền mà, báo công an, nó quýnh xối xả luôn. Chưa kịp nói chữ đây, bây giờ đứt vốn rồi. Nói nghe nè, có à. Tiền lẻ không? Thằng kia nó cho được 200 ngàn đổi ra để thối báo. Báo 5 ngàn rưỡi một tờ, giờ không biết sao thối cho người ta hết trơn rồi. Bây giờ không có tiền, bây giờ có 200 ngàn nè. Trời ơi trời. Cái tiền nó không đưa lại. Sao dễ bé bãi. Đưa luôn vậy. Bác cho con coi. Ây da. Ây da, cô bán hàng nước ơi. Cô bán hàng nước à. Ủa anh bán hàng nước ơi. Mày vô đây mày kêu cô gì mày. Ây da, bây giờ gấp lắm rồi. Em bây giờ đi toilet công cộng mà. Bây giờ không có tiền thối cho em. Anh cho em đổi 200. Chết rồi còn 200 nè. Còn trên cổ anh 200 nữa. Bây giờ không có đổi được. Anh ơi, em làm tại chỗ đây luôn anh ơi. Anh ơi, cái này là cái gì vậy em? Nè cái chén này bán cái chén 200 ngàn rồi vô. Thối tiền, cái chén gì 200 ngàn. Cái chén 200 ngàn. Chén kia bao nhiêu tiền? 200 ngàn. Một chén chè 200 ngàn. Không lấy chè lấy tôi 10 ngàn lại thôi ba. Thối tiền. Không gì thôi trả tiền nè. Ủa sao vẫn không lấy hả? Không lấy. Tao cướp. Trời tao sợ mày. Mày vô đây. À mày ngon. Tao sợ mày. Mày tin tao lúc này tao nhấy vô sụn mũi mày không? Tao lấy răng tao phóng nát mặt mày. Mày vô đây. Tao phóng chén chè vô răng mày liền. Tao sợ nè, phóng đi. Nè mày tin cái sáu nha con. Cái răng mày giống như đang ngậm cái chén sứ trắng vậy đó con. Mày hay chửi tao khỏi đổi cho mày luôn. Tao năn nỉ. Ngu luôn. Anh ơi, anh nói kìa ơi. Khỏi mày. Coi như em thua đi. Còn mày vô đây. Bây giờ tâm lý tao nó bất ổn rồi nè. Trời ơi của mày chửi tao. Tao lớn mày nha. Em tao bảo vệ à. Giỡn diễn chứ không có được chửi. Nè cho chú đổi 200. Mắc toilet quá. Nữa sao mà không biết xài hoài vậy. Thôi xui quá. Đi đây. Không. Không phải. Năn nỉ chú khổ quá. Tại già cả. Mắc toilet quá. Không về nhà được. Cho chú đổi 200. Chú đi toilet công cộng nha. Thôi nồi chè sáng rồi con bán rồi. Có 190 thôi bây giờ đó. Con bán luôn nồi chè. Năn nỉ cho chú 200 đi. Thì chú đông kia người ta thôi. Không. Nó không thối cho chú. Bây giờ chú múa một cái bài hát gì đi. Múa một cái múa quan gánh đi. Nếu mà con thấy hay. Nếu mà con thấy hay. Mua quan gánh đi. Mua quan gánh lên, lên. Mua đi. Mua đẹp lên. Sẽ cởi đầu luôn. Cởi bớt bụng. Nó muốn bệnh luôn. Nó không đổi. Nó không đổi thì trả ra này. Tê nè. Đẩy ta ra. Vô liền. Làm một bài thơ về nồi chè. Lẹ. Thơ về nồi chè. Nè. Hay duyên dáng. Ra đây. Anh chưa lên bài thơ về nồi chè. Bài nhảy cái đích rồi. Bài thơ về nồi chè. Vô. Chè ơi, chè ở trong thùng. Bà ơi, bà múc, bà xong, bà đưa con đổi tiền cho bà luôn. Một bài rap về chè. Bài rap về chè, ok. Chè, chè là chè là chè là chè. Nằm trong thùng, là chè xong. Ai mua lấy cái chén múc vô. Và chén lấy cái chén múc vô. Ăn xong rồi trả chén luôn. Ăn xong rồi trả chén luôn. Mình có 200, có 200, có 200, có 200 thì đổi 200. Tung hướng chén. Tung hướng chén luôn.
Tung lên, tung lên, tung lên, tung lên. Cái chén này bằng cái nào, có cái nào bằng mũ không? Có cái nào bằng mũ? Tôi muốn chén đen lên. Tung chén, chén, chén lên. Rồi rồi, nuốt đũa, nuốt đũa. Cái này. Rồi rồi, hai chân áp nha. Cái nuốt đũa. Ông đang bớt thay cho Dương Lâm và hai nhóm. Hai bên những chàng trai và David. Xin được lời lời chào mừng đến quý vị khán giả đã đến với đêm chung kết xếp hạng Cơ Xuyên Việt Tuyết Lâm Hội mùa thứ hai. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện. Trước khi đến với phần thi đầu tiên, chúng ta hãy cùng chào đón thành phần ban giám khảo. Anh Tú xin được trân trọng giới thiệu giám khảo xuyên suốt, nghệ sĩ Kiều Anh và giám khảo khách mời nghệ sĩ Hoàng Sơn. Quý khán giả đã sẵn sàng chưa ạ? Nếu như đã sẵn sàng, chúng ta hãy cùng bắt đầu đêm chung kết xếp hạng Cơ Xuyên Việt Tiểu Lâm Hội mùa thứ hai. Cơ Xuyên Việt Tiểu Lâm Hội, đêm hội của những gương mặt Tiểu Lâm. Sau những cái tên nổi bật như Isro và Buffalo, chương trình Cơ Xuyên Việt Tiểu Lâm Hội mùa giải thứ hai tiếp tục giới thiệu đến cho khán giả những cái tên vô cùng tài năng, từ những gương mặt mới toanh của nhóm The Beat đến những thành viên tài năng Hey Man, những chàng trai, và sự thú vị trẻ trung vui nhộn của một khủng long tiếng hòn đầy màu sắc, đến sự trở lại của các cựu binh Cơ Xuyên Việt mùa đầu tiên trong kỳ tài. Tất cả đã tạo nên một mùa giải cực kỳ sôi động của Cơ Xuyên Việt Tiểu Lâm Hội, hay cũng có thể gọi là Cơ Xuyên Việt phiên bản All Star. Hôm nay, trong đêm Tiểu Lâm đầy kịch tính, những bất ngờ sẽ đến từ hai kỳ phùng địch thủ nhóm Kỳ Tài cùng những cựu binh nổi bật của Cơ Xuyên Việt mùa giải đầu tiên với nhiều sở trường đặc biệt. Các bạn là những viên gạch đầu tiên xây nên cái thương hiệu Cơ Xuyên Việt. Mấy anh ở đây là mấy anh được hát, được đàn, được đánh trống, được. Ở đây nó không phải là diễn viên bình thường, tụi em toàn là cao thủ không à. Tiết tấu câu chuyện các bạn dính chặt từng ly từng tí mà các bạn không chìm một phút giây nào hết trơn rồi. Một cái tập thể diễn á, các bạn rất là tiết tế mà đầm thắm, mà sắp các mảng miếng coi rất là thích. Tụi em thông minh và khùng, rất dễ thương. Tụi em quá bản lĩnh, rõ ràng đây là những con người có tài hết sức kỳ cục. Nhóm hai Kỳ Tài. Nếu thích thì like, tiện tay chia sẻ. Cả năm vui vẻ, mạnh mẽ dương xa. Nhóm khủng long tí hon sở hữu những gương mặt độc đáo cùng nét diễn dễ thương và nội dung sâu sắc. Tạo hình nhân vật người ta rất là tin. Có lẽ đây là cái nhóm đầu tư trong tất cả các nhóm. Có ekip truyền thông, có ekip make up, có trợ lý, có stylist. Tụi em đã cắm từng cái cọc chắc chắn, không dư, không thiếu, vừa đủ cự ly. Các bạn quá may mắn khi là có những cái bạn diễn quá duyên dáng luôn. Cái kịch bản lúc nào nó cũng có tính nhân văn rất là cao, hướng người ta đến chân thiện mỹ. Các em là đại diện cho những người nghệ sĩ trẻ tuổi có tài, có tâm, có đức và chơi hết mình vì nghệ thuật. Khủng long tí hon, võ đạo quyết thắng. Thể loại náo kịch thế mạnh của Kỳ Tài hay cú phản đòn của yếu tố cảm xúc mang tên Khủng long tí hon sẽ chiến thắng và đoạt lấy danh hiệu quán quân Cơ Xuyên Việt Tiểu Lâm Hội. Tất cả sẽ được giải đáp sau một ít phút nữa. Cùng nhìn ngắm lại các thành viên của hai nhóm Lâm Văn Đời, Huỳnh Nhu, Thế Nhân và Trường Sơn của nhóm Kỳ Tài, Quốc Khánh, Quỳnh Lý, Hoàng Khôi, Trần Giang và Xuân Tiến của Khủng long tí hon. Mọi người ơi, bà con cùng đến với buổi lễ khánh thành cây cầu của xóm Cồn chúng em. Tiết mục múa lân vừa rồi cũng là tiết mục kết thúc cho phần mở màn. Chưa kết thúc đâu, còn lâu mới hết. Ê!
tao làm MC Khánh Thành Cầu, mày cũng tới mày múa lửa thế. Nghề của em mà anh mắc cười quá hả? Mày không còn chỗ nào múa hả? Dạ hôm bữa tao làm MC Khánh Thành cây cầu Cá Tra, mày tới mày múa lửa cháy nguyên cây cầu là bây giờ cả nhà người ta phải đi nhà vệ sinh công cộng luôn. Trời ơi. Bữa nó xui thôi anh ơi. Em nói hả, bữa đó em chuẩn bị hết trơn hết trọi rồi, em cầm cái lửa em phun qua bên trái một cái, mấy nhỏ bán heo nái vô tay rần rần rần. Em phun bên phải một cái, mấy bà bán cháo quải vỗ tay rần rần rần. Em quay xuống hầm một cái, nó quýnh em rớt con mi giả luôn. Trời ơi. Mày dẹp tắt cái ngọn lửa đam mê của mày đi. Dạ. Tránh ra để tao làm lễ. Kính thưa bà con cô bác, đám cưới là phải có bầu, xây cầu là phải có ông chủ, và sau đây là sự xuất hiện của ông chủ cầu. Một cách cho lạ mà nó đẩy một cái tới bờ bến lạ luôn. Không lạ, không hài, cũng không mắc cười luôn á chú à. Phải chưa, nó là không vui mà. Lỗi anh sao, tại xe lăn mà em gắn thắng xe lửa. Thắng từ sáng tới bảy tới chiều, chủ nhật tới dừng. Vậy thôi hôm nay tưng tưng, thấy chưa. Kính thưa bà con cô bác, sau đây xin mời chú Sáu Liệt đứng dậy phát biểu. Đứng đây. Cái gì vậy? Tao bị liệt mà kêu đứng vậy sao đứng? Chú Sáu Liệt ngồi im phát biểu. Vậy đi. Thì hôm nay là tôi cảm thấy rất là vui khi mà tất cả bà con có mặt đầy đủ ở đây. Thì tôi cũng nói luôn cái lý do mà tôi xây cái cầu tạm này. Đó là vì là tôi muốn là bà con mình ở bên đây đó có thể là dễ dàng đi lại với bên đất liền để mình giao lưu buôn bán, đi học, đi hành đồ. Quá hay, quá không chú Sáu. Còn lý do nữa là tôi muốn là tất cả mọi người ở đây á, chúng ta cùng nhau quyên góp. Cái gì đâu quyên góp. Chưa nói xong mà. Tôi muốn là chúng ta cùng nhau là quyên góp. Trời ơi, tôi nói là quyên góp cái tên cho cây cầu. Bây giờ là ai có cái tên gì hay không? Nói đi. Con coi kia nè. Sai xỉn rồi. Ai vậy? Tôi. Ai nữa? Trời ơi. Mọi người đừng kỳ thị con tôi. Ừ. Tôi bình thường nó nhậu nhẹt bê tha thiệt. Nhưng con tôi học cực kỳ giỏi văn và luôn tỉnh táo. Hay quá. Con, nói một câu cho mẹ tự hào đi con. Dạ thưa chú Sáu, thưa tất cả mọi người. Ừ. Để cho cái cầu này bình an, con nghĩ nên đặt cái tên là cầu siêu. Trời ơi, cái gì mà cầu pháp, cầu siêu. Mấy người đi con với mày. Trời ơi. Sao? Con đặt cái tên này là hết luôn nè. Sao? Gì nè? Đặt là cầu thủ Bùi Tiến Dũng. Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Trời đất ơi, xây cái cầu này là để đi chứ không phải đá banh đâu mà cầu thủ. Tên khác đi. Tên khác, ai có cái tên gì nè? Dạ thưa anh Sáu, dạ thưa tất cả mọi người. Con dạy cái mang, con đã thất bại thì mẹ phải lợi hại hơn con. Mẹ quá mà đi. Con lên mẹ. Dạ, nãy giờ mọi người cứ nói chuyện lòng vòng mà không nhìn vào phong thủy của cái cầu này. Sao? Nó cứ thiếu thiếu một cái gì đó. Cho nên, theo tôi, hãy đặt tên nó là cầu Dòng Khuyết. Đã khuya rồi vẫn ngồi đêm sao, sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai. Thôi bớt tắm biển đi mấy má. Ôi à. Nè bà con đứng lên coi, tôi nói hả là xây cây cầu này là cho bà con đi chứ đâu phải là cho ca sĩ Tấn Hưng đi đâu mà cầu Dòng Khuyết. Đúng rồi chú Sáu. Ừ. Với tư cách là một người MC có ăn có học, được đào tạo qua trường lớp, con nghĩ đây là cây cầu bắc qua sông, tạo lên tình nghĩa xóm làng, dễ dàng đi qua đi lại. Cái ý của chú là muốn là xây cây cầu vậy đó. Bây giờ đặt tên gì nè? Đây là cây cầu bắc qua sông, tạo lên tình nghĩa xóm làng, dễ dàng đi qua đi lại. Không nói rồi. Biết rồi. Sao? Biết là như vậy rồi, nhưng mà bây giờ cái tên là gì? Cái tên. Đây là cây cầu bắc qua sông, tạo lên tình nghĩa xóm làng, dễ dàng đi qua đi lại. Rồi. Cái tên đó. Trời ơi. Sao vậy? Cái tên này mà gắn cái bảng lên nó dài còn hơn cái cầu đó. Bây giờ phải có cái tên đi. Tôi tên cây cầu mà từ sáng tới giờ đặt hoài trong con cầm mỏi gần chết luôn, mệt mỏi cái đầu lân nữa. Cầu đầu lân. Tôi phản đối. Ai vậy? Là tôi. Ai? Ai đâu? Ai? Trời ơi. Tôi phản đối đặt tên cái cầu này là cầu đầu lân. Sao phản đối? Cầu đầu
lâu lớn là đần lâu, ngu nguyên một làng. Bình tĩnh. Nè hạng Tư, vậy mày có cái tên gì hay hơn hả? Tôi thiết nghĩ là đốt bà nó cây cầu đi. Đâu được. Ăn rồi rảnh rỗi ở không, đặt tên cây cầu miết hả? Tại sao không đi đò của tôi? Tôi lái đò mà, mệt mỏi hả? Đò nó chuyển sang chèo xe đạp luôn. Bây giờ đừng kể nó đây, mình phải suy nghĩ ra cái tên cho cây cầu trong bữa nay. Sao không hỏi tôi? Trời ơi. Cái cầu này xây nên để gắn kết tình nghĩa xóm làng, cho nên đặt tên nó là cầu tên. Hay vậy thì từ nay chúng ta sẽ kêu cái cầu này là cầu tên. Niềm vui nói tiếp niềm vui. Vậy thì kể từ ngày hôm nay chính thức thu phí qua cầu. Bình tĩnh đi. Nè tôi nói nè, cái cầu này là anh Sanh bỏ tiền cả anh xây đúng không, thì anh thu phí thôi. Tại con qua cầu không phí, không thôi đi đò đúng không? Đi chân luôn hả? Mày nói sai rồi. Chú Sáu à, thôi con xong việc rồi, bây giờ con xin phép con về. Đứng lại. Ủa cái gì chú? Thu phí đi. Cái gì chú nghĩ làm sao thu phí con? Con làm MC, con đây con dẫn chương trình từ thiện không lấy tiền, nhưng mà giờ bắt con thu phí qua cầu là sao? Thì con không qua đây dẫn chương trình thì cũng đâu ai kêu con đi dẫn chương trình đâu. Con không ngờ chú sống bẩn như vậy đó. Chú nói thu phí bà con không đồng ý này. Con nói thật với chú nha, với tư cách là một thằng MC, con thề không bao giờ đi qua cái cầu này. Ê, vậy bản gì? Nhưng mà nhà con là bên đất liền, con không qua cầu thì làm sao mà về? Con biết bơi. Ôi. Trời ơi chú giỡn mà. Đi luôn rồi. Dạ thưa chú Sáu. Trời cái gì vậy? Dạ thưa chú Sáu, với kinh nghiệm 3 lần thu gọn cánh mũi, 7 lần sửa cột chú lôi, vậy chú Sáu hãy cho tụi con làm nhân viên thu phí. Em thấy được á, hay là mình nhận thằng này đi. Thằng này nghiên cứu lại nè. Bây giờ là chú thấy là thằng Lâm này lanh lợi nè. Dạ. Còn thằng này nó ăn nhậu quá. Chắc là cũng phải là cho nó làm để nó bớt nhậu lại. Dạ. Bây giờ là hai đứa thử việc một tháng. Dạ. Nếu mà đứa nào làm tốt hơn chú sẽ nhận làm chính thức. Yeah. Cảm ơn chú Sáu. Vậy nha. Dạ. Rồi. Yeah. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Yeah. Hey. Thế đà thấm thoát một tháng đã trôi qua, tao với mày như ngu đầu mã diện hiện diện tại cầu mới được lệnh có bầu miễn phí. Trời ơi trời ơi, hả? Nói chuyện gì? Đau quá. Anh chị Bảy có bầu hả? Mấy tháng rồi? Sắp sanh rồi. Thôi qua đi nè, qua đi miễn phí nha. Dễ thương, chúc mẹ tròn con vuông nha. Trời ơi, nổ bầu luôn rồi. Trời ơi, con bà đây nè. Rồi. Hả? Quay về nơi sản xuất. Hả? Qua lắm nghe. Trời ơi, qua cái cầu có 10,000 chứ nhiều lắm ghê vậy. 10,000 nè. Trời ơi. Dễ sợ cái con này. Dễ sợ. Kêu cho. Ta kinh. Ở đây cũng phức tạp hả? Thấy ghê quá, bây giờ tao với mày phải cẩn thận. Ê, đi đâu trời, che mặt che mày. Trời nữa hả? Cái gì đây? Cho đi qua cầu. Bớt diễn lại giùm, cái kịch bản nó cũ quá rồi, tao biết tiếng hết trơn. Bây giờ qua cầu phải không? Ừ. Giờ tôi lấy cái gai, tôi chích cái mà nó không nổ là qua. Trời ơi, cái bầu người ta chứ không phải là cái bong bóng đâu mà anh muốn chích anh. Mà sao? Vậy bây giờ qua đưa 10,000 đây. Tôi không có tiền. Không có tiền mà đeo vòng vàng cà gá xi men đồ vòng phong thủy đỏ đồ thấy ghê bầu xạo. Trời ơi anh không tin đúng không? Không tin. Anh kê cái mặt anh vô đây đi. Trời kê chứ làm gì. Đứa bé này võ công thiệt là cao cường, sau này sẽ trở thành đá gà nè. Trời ơi, vô duyên quá. Vậy anh tin tôi chưa? Tin rồi qua đi. Cẩn thận nha. Từ thôi bà Bi đứng lại. Bà đi đâu vậy bà Tư? Em đi qua trạm xá mình. Tại sao bà không ở nhà chờ tôi chở đò bà đi? Chị dạ, tôi sắp đẻ. Dạ không có. Em bụng em khó chịu quá mà em chờ mình tới trưa không thấy mình. Bà Ninh, bà biết ông Sáu xây cái cầu này lên là đạp đổ chén cơm của vợ chồng mình. Bà đi ra đây làm cái gì? Có đẻ thì lên ghe mà đẻ. Anh Tư. Trời ơi. Sao kỳ cục gì mà đàn ông mà sao mà tính cầu tình mà sao nóng nảy hoài bực mình quá trời của đất à. Ê đi học thôi mấy bạn ơi, đi học thôi. Ừ,
nít nè. Ngoan. Rồi đi học ngoan nha. Cẩn thận nè. Cẩn thận đó. Cẩn thận có chỗ gà luôn nha. Thấy thương sợ. Đi học hai mấy bạn ơi. Tạm biệt búp bê hân yêu. Tạm biệt câu miền xa nhé. Tạm biệt họ chẳng tân sinh. Mai em vào lớp 1 rồi. Nhớ lắm quên sao được. Giờ mầm non thân yêu. Đi học hai bạn ơi. Rồi tôi đã đi học thôi. Không còn gặp mày nữa. Đưa mày đi luôn. Trời ơi. Đi học ơi, đi học. Ở đâu mà con cái nhà ai thấy thương quá vậy? Dạ, tụi con là chị em sinh đôi. Trời ơi, chị em sinh đôi mà sao nhìn cái mặt xa xôi quá vậy? Dạ, tuy cái mặt xa xôi nhưng mà tụi con giống cái mồ hôi. Điên rồi, giống cái môi. Cái môi. Giống cái môi mà sao dơ cao quá vậy con? Dơ cao là điểm nhất, chỉ vậy bình thường quá. Thấy thương quá à. Hai đứa nè, hai đứa tên gì vậy? Dạ, tụi con là Yến Trai, Yến Chu. Trời ơi, Yến Trai, Yến Chu gái dạ. Tên thương không? Vậy đứa nào Yến Trai, đứa nào Yến Chu? Dạ con Yến Trai con chạy. Trời ơi trời. Con là hay ấu Yến Chu. À. Như vậy là chú biết nghề nghiệp tương lai của con là cái gì rồi? Nghề gì vậy chú làm? Sau này con sẽ trở thành nữ DJ. Yeah, yeah. Chúc mừng chị ơi, còn con nè. Con sẽ trở thành chó sói. Chó sói. Ủa Tiên làm con người cái gần cuối đời làm chó sói kìa. Trời ơi, ta đoán vậy thôi mà. Ôi, chú làm vậy con. Thôi, bớt dùm. Hai đứa học lớp mấy rồi mà về mặt già hả vậy con? Lớp 3. Dạ. Như vậy là qua cái cầu này phải thử cái trí tuệ, cái ký IQ của học sinh lớp 3. Bây giờ chú đố tụi con cầu gì mát nhất? Dạ, cầu cá cha. Sai. Cầu dược. Sai. Cái cầu gì mát nhất? Cầu gia đạo. Cầu gia đạo là gì? Là cạo da đầu đó. Thua rồi. Đi qua cầu. Đố cầu tiếp theo nữa. Đố các con cầu gì nguy hiểm nhất? Dạ cầu tre. Sao cầu tre? Cầu tre lắc lẻo gặp kịch thôi đi. Sai. Con biết rồi, anh là chị ai. À, cầu dừa. Sao cầu dừa? Chú nghe người ta nói nha, cầu dừa chân chặt lắm mày ơi, đi mà không khéo té như chơi mà son mới đào chân cuốc cầu gót làm sao cầu dừa. Sai luôn rồi. Chứ cầu gì nguy hiểm nhất? Cầu nguy hiểm nhất đó là cầu giao điện. Liêu. Đi con đi học con này. Đi. Hai đứa sinh đôi à, dễ thương quá ha. Mặt giống y chang à, đứa giống chú, đứa giống gì phải không? Ờ, dạ. Cho con đi học. Qua cầu đi học nha. Dạ, dạ, dạ. Ê, khoan nó nghe nè, đi qua bên cầu qua ghé mua giùm chú gói thuốc nha. Chú hư. Hả? Chú người lớn mà sao chú hút thuốc? Hút thuốc có hại sức khỏe đó, con nít là sao mua thuốc được, cũng hơn là có đem theo. Rồi, có quẹt cho chú mượn luôn nè. Chú hư hỏng quá à, hút thuốc ké mà không có hộp quẹt gì hết á. Đâu? Nè, trời ơi, mày đốt cầu hay gì mà đem nhiều dữ vậy? Thôi, con đi học nha. Ê, nói được lại. Mới lớp 3 thôi mà đồ nghề đầy đủ á, học trường nào vậy? Trường cai nghiện. Trời ơi, vô đây. Tao ghi rồi. Ghê, dễ sợ. Dễ sợ không? Nói vậy là hai đứa bay không phải là Yến Trai, Yến Chu. Dạ. Vậy tụi bay là gì? Dạ, tụi con cũng tên Yến. Mày đừng nói Yến xào không mày cười đâu. Dạ. Tôi là Yến Nghiện. Cô Yến Ngập. Trời ơi. Thấy chưa lắm. Yến Nghiện, Yến Ngập. Thiệt là tên nào. Yến Nghiện. Đó mày rồi mà đừng có giả trang. Chỉ có 10.000 bạc rồi mày cũng dám trả cho người ta nữa. Mày xui chứ ai. Mày có người mày kỳ cục. Mày không chơi mày nữa mày. Tao cũng không chơi mày nữa. Ê, được. Có con nào bước qua cầu chơi. Đi qua cầu chơi. Đi qua bên cầu đi. Thấy lộn vậy. Trời ơi. Đánh lộn. Nó không. Con gái mà quý lộn vậy là không được. Ê, mình chưa mua vé luôn á. Trời ơi, chưa mua luôn đó trời. Nó xảo quyệt quá vậy trời. Sơn ơi. Mẹ. Mẹ quá kìa. Trời ơi, má. Trời ơi con. Hả? Làm việc mệt không? Dạ cũng không có gì mệt, bán vé không kịp luôn. Bởi vậy má biết công việc của con đòi hỏi sự tỉnh táo. Cho nên má nấu mấy món ăn cho con ăn để con luôn tỉnh táo nè. Món gì má? Đây, cơm rượu, vịt hấp hèm, gà hấp rượu. Ủa có món gì tỉnh táo nữa không vậy? Có. Món gì? Tôm hấp bia. Má ơi, nó nghe nè, mai mốt má đừng có nấu chi cực. Mua cục cồn con ngậm được rồi. Sao ngậm được? Mày khùng quá, ngậm cục cồn là chết chứ sao mà ngậm được. Rồi, cảm ơn má nghe. Cầm đi, má đi sớm về sớm nha. Ê, má. Ừ? Má là má, nhưng vé là vé, mua vé má. Khùng quá, người nhà mà lấy vé làm gì? Ê, công tư phân minh đàng hoàng phải mua vé qua cầu mới được. Ủa, má đẻ con ra công tư phân minh cái gì? Bây giờ má không bán mua vé. Mày tao đốt cái cầu này không? Ê, má không tiền phí hả? Má vừa phải thôi nghe má. Sớm cái gì? Hả? Má mày đã có bầu, mày không có được lớn tiếng như vậy. Má mày nữa động thai sao? Con điên. Bầu nào? Sao bụng bác bự? Bác bị sơ gan. Mày thấy chưa Sơn? Mày nhau chi mà để má mày sơ gan vậy? Má
rồi má. Con hứa sẽ bớt nhậu cho bụng má bớt bự. Giờ con làm sao má tha lỗi cho con đây má? Cho má qua cầu đi con. Dễ má ơi, dễ dễ. Không được, có gì cũng phải vé hết. Tao khóc vậy mày không cho qua cầu luôn hả? Không có được, mày là con tao đó. Con nhưng mà má phải mua vé, con nói người ta mới nghe. Tụi đang bây giờ vô mặt má luôn hả? Thứ cái gì bây giờ má làm vậy thì làm sao mà con nói bây giờ mày nghe. Cái gì đó hả? Thôi đi, chỗ mới là chỗ làm việc, có phải chỗ cãi lộn đâu. Bữa nay con cái mà cãi lời ba mẹ bất kêu, tao sẽ tát cho mày một cái. Má mày tán tao một cái, tao sẽ tán mày lại hai cái. Má tao tán mày một cái, mày tán tao hai cái, tao quất mày ba cái. Con mà quất tôi ba cái, tao tán mày bốn cái. Má mày tán tao bốn cái, tao tán mày năm cái. Thôi, bớt chờ tiên lên đi mấy má. Ôi à. Con ơi con có sao không? Tao rửa cái mặt cái đánh má hồng chứ không sao. Bác muốn quan tâm con. Bác đi đi, bác đi đi. Bác đi đi. Con đuổi bác đó nha. Bác đi khuất mắt con đi. Yeah. Bác ơi chưa đưa vé, bác ơi chưa đưa về. Má ơi đi luôn nha. Tại đi. Hả? Mày với má mày dễ sợ, bàn kịch bản dàn dựng đồ ha. Kể từ nay tao sẽ không bao giờ tin ai nữa. Tao cũng vậy. Ê nhớ mày là thằng MC Khánh Thành cầu hôm trước đúng không? Chính tao. Ủa sao nhớ nhảy xuống sông về rồi mà sao giờ còn ở đây? Tao bơi ra giữa sông sóng đánh xém chết lại giạt lại bờ. Trời đất ơi. Thôi ông ấy bây giờ nè, mua vé qua cầu về đi. Tao không bao giờ đi qua cây cầu đó. Nam nhi chí tại bốn phương, nhất ngôn cửu đỉnh, tao đã thề rồi. Thề cái gì, cái vé qua cầu có 10.000 mà thề vậy? Tao đâu có ngu. Mày nghĩ làm sao tao bỏ 10.000 tao mua vé? Tao thà để tiền tao mua bé vịt này còn hơn. Mua vịt nhiêu? 40.000. Trời đất ơi. Ê, anh kia đem lắm. Ê, trời đất ơi. Nó đã nhảy xuống sông cầu mong chứ trong nó không dứt dưỡng. Ghê quá đi trời ơi. Ê, Ngoại qua cầu. Qua cầu đưa tiền đó bà ngoại. Ngoại không có tiền con. Trời đất ơi, qua cầu chi vậy? Thì qua cầu đi mận á. Mận gì? Mua bán ve chai. Trời, bán ve chai qua có 10.000, đưa con 10.000 đi. Thông cảm đi, hôm rày không bán được ve chai. Hôm nay ngoại thiếu, ngày mai ngoại bù. Trời già cả làm thơ làm văn nữa. Có 10.000 à, ngoại đưa con 10.000 đi. Không có 10.000. Chứ có bao nhiêu? 15.000. Trời ơi, bà ngoại hề hước quá vậy bà ngoại. Vậy thôi bây giờ ngoại đưa con 10.000 đi, còn 5.000 ngoại cất. Không, tiền này đi ngoại để dành cho cháu của ngoại. Đây nè, ta nói á, để 5.000 cho nó mua sách mới. Còn 5.000 á, để mua nửa ký gạo. Đặc biệt 5.000 này nghe, 4.500 để dành mua thuốc ho cho nó. Còn 500 cho nó bỏ ống heo, cuối năm đập ra cho xây nhà lầu. Làm thôi, tao thấy hoàn cảnh của bà cũng tội, thôi để bà bơi qua đi. Mất dạy à? Ngoại ơi, ngoại thấy thương quá. Bây giờ là vé cầu là 10.000, con mất ngoại 5.000, còn 5.000 ngoại đưa con 5.000 này nha. Không được, tiền này của ngoại. Bớt rồi đó, ngoại của cháu, ngoại của cháu, ngoại bà tật rồi luôn. Mày đập nát cái nhà lầu bà rồi. Trời ơi, tiền của tôi. Trời ơi, tiền của tôi con. 5.000 tôi đâu, 5.000 tôi đâu, 5.000 tôi đâu, mất hết 5.000, 5.000 nè. Trời đất ơi. Bà ngoại, sao thấy tiền mặt ngoại tôm tớp vậy ngoại? Đủ rồi. Con thấy thương quá nè, thôi. Cái này là tiền của con cho ngoại 10.000. Rồi, cảm ơn ngoại qua con. Thà. Rồi lấy là tiền phà. Okay. Đi qua đi. Tiền đâu? Nè, cho 10.000. Lấy lại 10.000 đi qua cầu. 10.000 đâu? Trời ơi. Má nghèo quá còn xam nữa. Nè, cho 10.000, lấy 10.000 đi qua cầu. Sao qua được? Không có gì nè. Ngoại ơi, bây giờ bỏ ngay cái định 10.000, bỏ phọt ra mất cái định 10.000 đi qua cầu. Đi nè. Con ơi, con làm việc phải đúng nguyên tắc à. Đúng gì? Đúng nguyên tắc đó vô thu phí mà con. Trời ơi, đất ơi, khổ nhà ngoài này ghê luôn vậy trời. Quá mệt mỏi, phải cẩn thận nha không? Sao mai nhìn trên chua cây này. Gì nữa vậy? Ông Tư. Ông Tư. Bình thường không có nhậu sao bữa nay thì ông nhậu kỳ vậy? Thất nghiệp mà mày. Buồn quá nhậu thì chứ sao. Đưa làm miếng ngon. Ngon quá vậy. Uống ít thôi, uống tích tôi, uống tích tôi. Uống với tao đi bay. Uống đi. Mà tao tức cái cầu của thằng cha Sáu này lắm. Sao, vụ gì?
Bữa nào mà tao quạo quạo là tao đốt bỏ cây cầu này. Ê, bậy nha, bậy nha, bậy nha, bậy nha. Mình giờ tới kìa. Anh Tư ơi, không ấy mình về nhà nha anh. Anh nhậu từ sáng tới giờ rồi, nhà sắp hết tiền mà anh nhậu nhiệt này hoài cho em chết quá. Bà nói gì vậy? Tại tôi đúng không? Tôi cũng đi làm mà. Tôi chèo đò từ ngày thằng cha Sáu xây cái cầu này lên, đập đổ chén cơm của vợ chồng mình, bà biết mà. Mà bà nói gì? Không có tiền hả? Không có tiền sao bà không đi làm? Hả? Tại sao bà không làm nuôi cái miệng bà? Nuôi con nhỏ trong bụng bà đi. Hả? Anh Tư ơi, chỉ là cái bầu nó dễ xúc động lắm. Bà đó, bà ở với tôi được thì bà ở, bà ở được bây giờ nhà má bà đi. Thôi anh Tư. Anh đánh tôi hả? Bà khóc hả? Đứng mặt. Ôi trời ơi, anh Tư. Bà không ơi, ta. Bà đâu, bà đâu đi nè. Anh Tư đừng mà. Bà đâu đây. Anh Tư. Anh Tư kìa. Anh Tư. Anh Tư ơi, đừng có làm bậy. Anh Tư. Anh Tư. Con biết lỗi rồi chú Sáu à. Chỉ vì lòng sĩ diện, vì lời thề không bao giờ đi qua cây cầu đó, mà gần một tháng nay con bơi qua sông xém chết mấy lần. Nên hôm nay con quyết định con sẽ đi qua. Chào mừng bà con cô bác cùng đến với lễ bế mạc cây cầu ngày hôm nay. Trời ơi, chào con thấy cái đâu đi. Giỡn con giỡn đi. Giỡn gì? Ai? Ai đã đốt cây cầu? Tôi biết. Người đốt cây cầu chính là thằng Lâm. Mày là cái thằng hay múa lửa. Mày xỉn lên. Mày tập múa lửa này là mày làm cháy cây cầu chứ không ai hết. Mày đi rồi. Mày mới là người đốt cây cầu. Mày hay xỉn hay sai chứ đó. Mày là người đốt. Tao không có đốt. Tao không có đốt. Mày đốt. Chó sủa chó không cắn. Tao nói tao đốt chứ tao không có đốt. Đúng. Con tôi không có đốt. Tôi đẻ nó tôi biết. Nó nhậu nhẹt bê tha. Chứ cái gan nó không có đủ lớn để đốt cái cầu này đâu. Mọi người nghĩ đi. Người mà dám đốt cái cầu này là những người đụng chạm tới chén cơm của họ kìa. Tư. Tôi không có đốt. Từ ngày ông Sáu xây cây cầu này lên, không ai đi đò của ông hết. Cho nên ông tức. Ông mới là người đốt cây cầu đúng không? Ê, ông Sáu xây cây cầu này lên, đụng tới chén cơm tao là có. Nhưng tao có sĩ diện của tao, tao có lương tâm một con người, tao không có làm chuyện bỉ ổi vậy. Lương tâm không bằng lương thực. Ông đốt chứ không ai đốt hết. Ông đốt không ai hết. Ông đốt. Nếu nói tao đốt, bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Bà Sáu ơi, bà Sáu. Bà Sáu ơi, bà Sáu. Hồi nãy con dập lửa cây cầu á, con lùm được cái dòng nè. Chiếc dòng. À. Tôi đốt. Đó, thấy chưa? Đó, tôi đốt cây cầu này, bắt tôi đi. Bắt tôi đi. Đốt cây cầu. Bà đánh tôi đốt cây cầu. Tôi đốt cây cầu. Bắt hai vợ chồng ông lên cơ mà. Bà đốt cầu thì bắt bà. Bà có từng ham đốt cây cầu không? Tôi. Tất cả mọi người ở đây đều muốn đốt cây cầu. Tụi tôi nói mà tôi đâu có làm. Bà không làm là bởi vì nó chưa đụng tới chén cơm manh áo của bà. Tôi chỉ là người dám làm trong số những người chỉ dám nói. Từ ngày
anh Sáu à, anh xây cái cầu được rồi, anh tôi phải làm cái gì để biết bao nhiêu chị hả anh Sáu? Đúng rồi, đúng không mọi người? Đúng rồi đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh Sáu, anh định giấu chuyện này đến bao giờ nữa hả anh Sáu? Tôi xin lỗi mọi người, tôi chỉ muốn thực hiện ước mơ của mình thôi. Em ôm chị chặt nha, coi chừng té đó. Dạ. Rồi. Cẩn thận nha em. Dạ. Để cho chị khỏi phải cực vậy nữa. Thôi đi ông tướng, lo học cho giỏi đi là chị vui rồi. Dạ. Đi học nha. Dạ. Chị hai ơi, em sợ quá chị hai ơi. Em sợ ơi. Em sợ quá chị hai ơi. Chị hai ơi. Ơi. Chị hai ơi. Chị hai ơi. Anh Sáu có một tâm nguyện là muốn xây một cây cầu cho bà con mình đi lại, nhưng anh không đủ tiền. Mỗi khi anh kêu mọi người đóng góp á thì ai cũng phản đối. Một lòng anh mới xây nên cái cầu tạm này. Và vấn đề thu phí là do tôi nè. Tôi muốn có một phần kinh phí để sửa chữa cây cầu khi nó hư hỏng, phần còn lại là thực hiện tâm mong muốn của anh Tư. Sao anh ấy hỗ trợ vợ chồng thằng Tư? Mình chú Sáu, chú Sáu, con có tội chú Sáu, con xin lỗi chú Sáu. Anh Sáu, vợ chồng em không biết, tôi xin lỗi chú Sáu. Vợ chồng con bồng bột, con không biết chuyện đó. Thật sự là tụi con xin lỗi. Thôi, được rồi, đây chỉ là ước mơ của riêng tôi. Không chú Sáu à, từ bây giờ nó không còn là ước mơ của riêng chú nữa, mà là ước mơ của tất cả bà con xóm Cồn mình. Dạ đúng rồi, kể từ nay tụi mình phải xây ngôi cầu thiệt là đẹp, thiệt là vững chãi, cho xứng đáng với cái tên là Cầu Tây. Nhóm kỳ tài với tiết mục cây cầu ước mơ, cố vấn Lê Dương Bảo Lâm. Dạ xin mời giám khảo Hoàng Sơn. Trước hết thì xin cảm ơn các em. Các em đã cho một cái thông điệp mới nữa mà đầy xúc động. Tiếng cười nó cũng có và cái cảm động nó cũng có. Các em làm cho tôi nhớ lại có một cái gì đó mình đang quên đi, một cái điều là khi mà những cái phà của chúng ta mà bây giờ được xây những cái cầu mới rồi đó, để cho thông thương, để cho
cái công việc làm ăn của nó, của từng tỉnh một phát triển hơn, thì có những con người hồi xưa có những cái phà cũ họ buôn bán trên phà. Nhưng ở đây các bạn cho lại thêm một cái thông điệp là ông Sáu này ổng bị mất một người chị như vậy, ổng muốn không có muốn trong cuộc đời này không muốn ai phải xảy ra cái câu chuyện giống ổng như thế. Chỉ có cái tôi hơi tiếc chút xíu thôi, không sao, cái vai nó hơi bị nó chưa có hợp theo tôi nha, theo tôi thôi, nhận xét của tôi theo tôi thôi. Đáng lý Sơn phải đóng vai Tư, tại Sơn là một người rất là của một người chèo ghe ở để đưa đò trên một cái dòng sông này đó, thì nó hay hơn. Và bớt đi cái nếu bớt đi được cái này góp ý thôi nha, bớt đi cái được nếu như cho cái hình ảnh cái vai chị mà phục hiện lại á, cho lớn hơn chút xíu. Và trong cái cơn giông tố đó thì chị xuồng là chị ráng chị ẩm em mình bơi vô tới bờ thì chị liệm đi, là chị trôi theo dòng nước luôn, chị mất. Thì em nó mới nhớ cái đó. Chứ còn hai đứa nó ngang nhau, cái mình thấy cái điều nữa, thấy nó ấy, cái này góp ý thôi ha. Nhưng mà cái đó thì tốt hơn. Nói chung là các bạn làm rất tốt. Và đêm nay là đúng là cái đêm mà tôi nãy giờ tôi với Kiều Oanh và tất cả mọi người ở đây đầy cảm xúc, vẫn có tiếng cười và đầy cảm xúc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn giám khảo Hoàng Sơn. Xin mời giám khảo Kiều Oanh ạ. Kiều Oanh thì chỉ tiếp lời anh Sơn thôi. Tại tới ngày hôm nay thì Kiều Oanh đã theo các em rất nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay thật sự quý vị biết không, Kiều Oanh xúc động một điều là thật sự Lê Dương Bảo Lâm không biết làm sao mà lại quy tụ hết tất cả những gương mặt mới cũ của Kiều Xuyên Việt. Mà may mắn cái những cái mùa mà vừa qua là chị đều chấm các em. Cho nên thiệt lòng là khi bước ra từng đứa, chị thấy khán giả vỗ tay các em, chị ở đây chị nổi hết da gà. Tự nhiên chị thấy xúc động dễ sợ. Chị gặp lại từng gương mặt. 4 năm, có đứa 4 năm, có đứa 3 năm, 2 năm gần đây. Thì cái điều đó là đáng hoan nghênh. Quý vị ơi, cho một tràng pháo tay tình anh em. Thật sự không ngờ là trở về hỗ trợ như vậy. Còn nói như anh Sơn nói rõ ràng, tiếng cười. Ở đây các bạn dù khách mời hay là chính thi thì đều trải đều hết, ai cũng có tiếng cười hết. Thì cái điều đó là một cái điều cũng quý. Vì thường thường mình sẽ dồn hết cho tất cả những người thi chính. Thì mấy người khách mời chỉ là làm đệm thôi. Nhưng mà chị ở đây, chị hoan nghênh và chị thương các em ở chỗ là từng đứa một, có lẽ là trong lúc tập tụi em đã nghĩ, vì người này nghĩ cho người kia nghĩ cho người nọ, cho nên mấy một cái kịch mà coi như đều hết, đứa nào ra cũng lấy được tiếng cười hết, đứa nào cũng có hết. Có điều là như vậy nè, nó đông quá, làm như vui quá hay sao, như lắm ngày hôm nay ngày hội chứ phải ngày thi, qua ra cái nói quá, cái lúc quần chúng đó tụi em nói quá người ta không nghe. Nhưng mà thôi cái đó vui kệ, mình chơi mình vui thôi, còn chuyện ta nghe thôi, đúng không? Đâu có sao. Mình cứ vậy thôi, miễn ta vui là được rồi. Có cái cảm giác như hôm nay là một cái ngày họp mặt. Là chính hơn là các chơi bạn. Hết đó anh nha. Chơi hết mình và vui như thế này. Hết luôn. Yeah. Là rất là dễ thương, cho nên là đây là những nói chung là một cái nhóm hài lấy thịt đè người đó. Một lần nữa xin cảm ơn những lời nhận xét đến từ ban giám khảo, và số điểm của nhóm kỳ tài sẽ được giữ bí mật đến cuối chương trình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với nhóm khủng long tí hon sau vài phút giải lao. Dạ. Dạ, lời đầu tiên cho lớp học của tụi con xin gửi tất cả các quý vị khán giả đây lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn quý vị đã có mặt tại lớp học của tụi con. Và đây là một lớp học diễn xuất. Mà tụi con nói trước, cái lớp học tụi con nghèo lắm, cho nên cảnh trí phục trang nó có hơi sơ sài. Mong quý vị bỏ qua thông cảm cho tụi con nghe. Và các bạn vô chuẩn bị đạo cụ. Cho một tràng pháo tay thật to để cô giữ tinh thần được không ạ? Và bây giờ tiểu phẩm Đại Chiến Hai Con Yêu Tinh Xà xin được phép bắt đầu. Hãy vào quân tướng sĩ! Dạ! Hãy bắt Dương Châm Họ! Dạ! Vương quốc của chúng ta đang bị hai con yêu tinh xà quấy nhiễu. Từ ngày chúng kéo tới, gây đến nhiều cảnh làm than. Nào là giật hụi, giật nợ, giật chồng. Ta suy nghĩ trong tương lai, chắc có lẽ chúng sẽ giật chút quán quân của ta. Hey! Trong đầu ta rất là lo lắng, cho nên ngày hôm nay ta mở hội chiêu hội anh hùng. Ai có đủ tài năng, có đủ sức lực có thể chặt đầu hai con yêu tinh, ta sẽ thưởng lên bốn bốn đây. Con là ai? Sướng tinh. Chúng ta không cùng nhau, chúng ta không cùng nhau, chúng ta không cùng nhau. Em chỉ cứ đi bên người mà em
lời ta biết tại sao Sơn Tinh mà bực nhạc Sơn Tùng. Sơn Tinh mở nhạc Sơn Tùng, đùng đùng khí phách rất là vui tai. Hả? Ngày rằm thì ráng ăn chay, tu tâm dưỡng tính mong mình quán quân. Để coi, để coi. Cố gắng, cố gắng. Vía ta là vía á quân, ta mà phụ diễn là mày giống tao. Quay xuống mày, quay xuống mày, quay. Tao đâu? Xin lỗi, thân xin lỗi đức vua. Cái dạ. Vía á quân xích ra một chút. Dạ. Tao nói cho mày biết, ngày hôm nay kết quả cho dù có thế nào thì quan trọng vẫn là thần thái. Hay, đức vua thật là hay. Dạ thưa đức vua, ngày hôm nay thần đến đây để khỏi nói chặt đầu yêu tinh đúng không? Sao đức vua biết hay vậy? Gặp yêu tinh không chặt đầu không lẽ đè ra gọi đầu. Đức vua quả thật là perfect. Khỏi khen, nếu ngươi đã quyết định chặt đầu yêu tinh thì đây, đây là cái kiếm thần tiên được chị Liên vợ anh Tống Hạo Nhiên múa chợ Kim Biên về. Cầm lấy chặt đầu yêu tinh đi hả? Dạ thưa đức vua. Khoan đã, còn con. Quái đúng mà quá. Wow. Sắc. Hôm nay ngày rằm tháng giêng, con xin chúc đức vua cùng toàn thể bà con cô bác một năm mới Tý Sửu dần mão, thịnh tỷ ngõ mùi, thân dậu tức hợi. Thấy người ta cười không? Chúc cái gì tào lao vậy ba? Ý thần là Tý là vạn sự như ý, Sửu là tài lộc đầy đủ, dân là sức khỏe rần rần, mẹo là không lo một lẹo, tức là trăm điều về nhất, hợi là thành công tân lợi. Hay. Sĩ Sĩ, 12 con, sao chúc có 6 con vậy? 6 con chính giữa ở đâu? Dạ, chúc nhiều nó bị trì. Hả? Hay. Quả nhiên là một đứa trẻ tiết tấu. Nè con, dạ. Vô đây tiết tấu không thì chưa đủ, con muốn tiêu diệt yêu tinh phải có tài năng cái gì đó gọi là, con có cái gì không? Dạ, tài năng của con là võ thuật. Võ gì? Giáng Long Thập Bát Chưởng. Thiền triển Giáng Long Thập Bát Chưởng cho ta xem nào. Dạ. Để coi võ công của nó cỡ nào. Ha! Yeah! Yeah! Rồi ơi. Ao! Ao! Mà nó có con. Hằng ngày con bà lâu công chắc luôn. Dạ dạ dạ. Sao lâu? Con nói thiệt cái đức vua nha. Thằng này là lắm mướn, nó mua cái bình xịt nó xịt thôi. Tao chứ biết. Cỡ nó không bao giờ nó làm được cái chiêu mà gọi là Giáng Long Thập Bát Chưởng. Nó không làm được Giáng Long Thập Bát Chưởng. Dạ đúng. Ủa tại sao con biết? Đức vua đứng lên đây nè, con thể hiện cho đức vua coi. Nếu như là một người bình thường như con, khi sử dụng chiêu thức này, đức vua hãy dịch kỹ. Giáng Long Thập Bát Chưởng trái. Thì con sẽ chưởng chúng ngay trung tâm là đối phương sẽ chết ngay. Còn đối với nó, bước qua đây, chưởng lẹ lên. Cha. Hãy ngưng đó. Đây không phải là Giáng Long Thập Bát Chưởng mà là Giáng Long Dập Lạp Chưởng. Hả? Không, làm xuống đâu? Con mua để biếu đức vua. À? Làm xuống đây, làm xuống mua đây. Mua để biếu, mua để biếu. Hên quá, Dương Quốc tới nay có cơm chiên Dương Châu ăn rồi. Dạ. Kìa con. Dạ. Chưởng gì thì chưởng, chưởng ra cái lạp xưởng cũng bình thường thôi mà. Đúng. Con không có tài năng thì con đi dễ đi. Dạ thưa đức vua, thần đến đây không phải một mình, thần đến đây có phụ huynh đi kèm. Đó, mời vô ta có vài lời mắng vốn. Mời phụ huynh. Trời ơi,
mùng 15 rồi mà còn chở sưng trên đầu. Con là ai vậy cô gái? Em xin tự giới thiệu, em là kiều nữ làng chài. Hả? Kiều nữ làng hài ngồi dưới đây mặc đồ đẹp. Kiều nữ làng chài trên đây mặc đồ như bà khùng vậy bà. Ủa mắc cười quá à. Châm ngôn sống của em, nhắm không đẹp nhất thì phải lạ hơn người, sợ diễn không cười thì phải làm khùng gấp 10 lần thiên hạ. Con à, quả nhiên là hay, nhưng mà vô đây làm khùng làm điên không được. Ở đây nãy giờ ai cũng biết là tôi đây tiêu diệt yêu quái, có tài năng gì không? Ngài cứ yên tâm, mặc dù em không may mắn được quán quân hay á quân như ai kia, nhưng ở ngoài biển khơi xa, cá kình cá mập em còn bắt được, thì huống chi hai con thanh xà bạch xà làm sao thoát khỏi tay em. Trời lắm, cá kình mà mày không sợ, không lẽ con là một người can đảm không sợ gì sao? Thoại hơi dài dòng đó nha. Xin lỗi. Rồi. Bình tĩnh đi nhé, không sao cả. Ok con. Được rồi, đúng là kiều nữ ta không có gì phải sợ. Kiều nữ này chỉ sợ xa vào lý tình mà thôi. Ê, mấy cái... Khỏi lụm. Bây giờ cái đầu tao như cái ba lô luôn rồi nè. Thì bây giờ mày giữ vững vậy luôn đi chứ sao? Tào lao, sơn tinh thủy tinh chứ đâu phải công dinh thủy tiên đâu mà xà nẹo xà nẹo. Bây giờ vô vấn đề chính nè. Dạ, đứt vô cái nói đi. Hãy cầm thanh kiếm đồ gãy luôn rồi. Trời ơi, không sao. Cầm cái kiếm này không ai thấy nó gãy đâu. Dạ. Được, hãy cầm nó tiêu diệt yêu quái đi con ơi. Dạ. Khoan đã, thanh xà bát xà tới đây. Yêu quái tới rồi. Thôi thôi. Sơn. Khoan. Khoan đã. Ngưng đi. Ngưng đi. Hai con yêu thanh xà bạch xà mà uống mỡ trăng hơi nhiều trơn trượt dữ vậy. Bọn ta chính là thanh xà bạch xà. Ngưng đi. Ngờ đêm trực tiếp mà dám muốn phản cảm như vậy. Quỳ xuống. Mình lấy sao má? Hả? Dạ, bọn ta tới đây để giao đấu. Được, muốn giao đấu thì mình giao chiến. Lên. Mày lên trước để chờ đợi mỗi chân. Tao là vua, mày là lính, tao mày quýnh. Mày vua sao quân trước chứ? Mày quýnh trước. Tao nói xong mày đánh đó. Mày bị khùng á, mày nói tao bay vô đánh mày đó. Còn cái thằng lưng này đánh lại đánh lại đánh lại đánh lại đánh lại đánh lại. Cái gì mà ồn quá vậy? Trời đất ơi, cái tụi này nó hoài không nghe. Nó hoài không nghe. Nó hoài không nghe. Trời ơi. Thôi. Một hàng dốc tất hợp. Dạ. Hey. Trong răng trên tay có cái cây nhúc nhắc tôm chủ ở nhà không? Có. Trời ơi. Trời. Hên quá không? Đau quá thiệt á, ngồi băng cuối không bị thúi cũng bị đè. Trời ơi, đứng lên, chơi domino với thầy hả? Nghĩ làm sao vậy? Thầy nói thầy đi diễn, tụi con phải ở nhà tập bài để thi vào trường sân khấu chứ. Đứa nào biên đạo bài này? Dạ cô. Thầy thấy Du Dũng hài hước không? Thầy lên lên, bị đánh đi, bị đánh, bị đánh. Sao thầy đánh con vậy? Trời ơi con ơi, thi vào trường là phải thi bài đơn. Thi bài nhóm vậy sao mà đậu được? Có bài đơn không? Dạ có. Trả liền. Dạ. Dạ. Thầy ngồi, thầy ngồi, thầy ngồi. Dạ. Con chuẩn bị. Có bài đâu, trả sung sung lên cho thầy coi đi. Hôm nay đứa nào không có bài
rồi, tự hiểu. Đó, trả chung chung lên cho thầy chứ để về con nè thầy ơi. Đứa nào trả trước, trả liền đi. Thầy ơi, con trông gánh gà chuẩn bị đậu cụ cho con diễn trước nha thầy. Rồi, tiểu phẩm con xin được phép bắt đầu. Ông đi đi, đi ra khỏi nhà tôi. Ông cầm đồ biến ly. Đó, bà đuổi thì tôi đi. Người chấm muốn mắt bà, đi cho bà vừa lòng. Trời ơi! Dạ hết. Ủa con diễn tiểu phẩm tên gì? Một lần vấp ngã. Trời đất ơi, nói rồi, ở nhà, tập mà, không, đừng yên. Trời đất ơi, tự hiểu. Con dạy nó mấy lần rồi đó thầy, con chỉ muốn làm diễn viên phải diễn có cảm xúc bằng thế nào. Là mình diễn muốn diễn cái concept này á, mình phải có body và body language. Hai cái hợp lại làm cho tâm lý mình sâu deep, con mắt mình cry thì cái mình mới phi nịt. Con chỉ nó mấy lần mà nó không hiểu. What do you say, con nói gì vậy? Con nói thầy không hiểu đâu, con diễn thầy mới hiểu. Làm đi con. Nó trả bài bậy bạ không mà sau đây con xin diễn một cái tiểu phẩm mà con lấy cảm hứng từ một bộ phim nổi tiếng ai cũng biết. Phim điện ảnh luôn hả? Bắt nhịp đi diễn. Hai ba. Dạ hết. Hả? Ủa con, tiểu phẩm tên gì vậy? Bỗng dưng muốn khóc. Ờ đúng rồi đó. Đúng mà. Trời đó là trời ơi. Ông trò tôi dạy, bây giờ tôi dạy diễn xuất mà nó giỏi tiếng Anh quá là trời ơi là trời. Mày diễn tao đi, mày diễn tao luôn đi. Trời ơi, không biết thầy Minh Đạt hay Minh Nhí. Bây giờ không trả bài đơn, trả bài đôi cho thầy. Dạ. Mày bước ra đây. Bước ra đây. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Tao suy nghĩ kỹ rồi. Tao đi đường này. Tao đi đường này. Được. Đi. Dạ hết thầy. Trời ơi. Con, thầy kêu trả bài đôi. Dạ bài đôi đó thầy. Đôi gì? Đôi ngã chia ly. Rồi thi ba đứa. Thi ba người là ngã ba ông tạ. Bốn đứa. Ngã tư bảy hiền. Thầy hỏi năm đứa đi. Ngã năm chuột chó chứ gì. Dạ sai, Ngũ Lâm công chúa. Thầy. Để con lập công. Thầy muốn chửi tôi đó đúng không? Ừ. Thầy già thầy chửi thầy mệt. Ừ. Thầy làm để con lòng tiếng như thầy đỡ mệt cho thầy. Rồi. Trời ơi, học trò của tôi, nó học lâu lắm rồi mà nó giỏi quá. Tự hào quá. Cầm lại đây. Cái tụi này không biết đó, tôi nói thiệt á, mày vậy mày không bao giờ mày hiểu được con người của thầy mà mày đặt làm học trò của thầy nữa. Thầy, con nói thiệt, bây giờ thầy để con gỡ lại giùm bạn con. Dạ, bây giờ thầy nói đi, con làm lại cho. Nói lòng tiếng cho thầy. Dạ. Trời ơi, mọi người coi, một đứa bên này coi đi. Mọi người ơi, nhìn cho kỹ, nhìn thẳng cho con người tôi nè. Chừng nào tôi hết bóng mà. Ê, thầy bóng chỗ nào? Cái lỗ mũi bóng dầu. Mày nói luôn chứ dầu gia đình mày tam tai hả? Dạ không phải, con có ý đó thầy ơi. Trời, cái tụi không, không, phải, không phải, tao không hiểu à. Thầy ơi, thầy dừng cái nét đánh bại liệt đó đi thầy. Để, con đi con chuột lỗi, con lòng tiếng lại cho thầy. Ừ. Trời ơi là trời, tôi bây làm cái gì vậy trời? Trời ơi là trời, tôi bây làm cái gì vậy trời? Trời ơi là trời, tôi bây làm cái gì vậy trời? Trời ơi là trời. Mày nói câu thứ ba, mày chết hả? Thì con tính đó, câu thứ ba thì ngắt ngang rồi. Làm lại nó thêm câu khác cho. Nói câu thứ ba luôn. Trời ơi là trời, tôi bây làm cái gì vậy trời? Tao mệt quá rồi, không chửi nữa đâu trời. Trời đất ơi, thằng này vậy đó. Cái tuổi này không... Trời đó. Xí Phan,
làm lần thôi, làm nhiều quá nữa chết khó đặt hòm tướng này lắm nghe. Trời ơi, đất ơi, đất ơi, hổ quá trời hổ mà. Dạ thầy, con xung phong lên trả bài. Con nữa. Thôi đi. Bây giờ có bài đàng hoàng thì hãy trả, chứ trả tào lao như vậy thầy không chịu đâu. Thầy ơi thầy, con đại diện tất cả các bạn đây xin lỗi thầy nha thầy. Tại vì á, Tết vô á, công việc anh em tụi con nhiều quá, dí tỉnh lên không mà phải ráng đi làm mà tăng ca á thầy, cho nên không có thời gian tập bài. Ráng lắm á, sáng giờ gồng gồng trả được mấy cái này, con không biết làm thầy buồn, xin lỗi thầy nhiều lắm. Dạ. Thầy này đây, hai ba ngày nữa ha. Dạ, hai ba đúng ngày đúng nữa, rồi, đúng ráng tập rồi. Một cái bài thật là tốt, thật là trộn nghĩa. Dạ, trả cho thầy là dạ, để thầy vừa lòng. Tập nghiêm túc, con dạ, thi vô trường sân khấu cho thầy coi nha thầy. Dạ, dạ, dạ. Thầy hiểu hoàn cảnh của từng đứa. Nhưng mà phải ráng, trả bài là phải trả bài đàng hoàng. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Dạ. Dạ cái gì mà dạ? Hả? Ông Đặng. Ôi ơi ông Đặng đấy. Dạ. Cái gì vậy hả? Tôi nói bao nhiêu lần rồi tôi cho ông mướn cái nhà này là để ở, chứ không phải để dạy học. Đã vậy có 3 tháng tiền nhà để tôi đưa qua tôi đòi hoài vậy ông Đặng hả? Dạ anh thông cảm giùm cho, tháng này tôi không có show nên là không có tiền, thông cảm. Có tiền ông Đặng, không có tiền. Không có tiền mà dạy học tôi đó hả? Hả? Chú, thầy dạy tụi con không có lấy tiền. Dạ. Đúng rồi đó chú. Vậy anh em tụi con dưới quê sinh viên nghèo lên đây không à, đam mê học diễn xuất mà không tiền đi học, thầy kéo về thầy dạy thì không lấy tiền thứ nào hết trơn á. Dạ đúng dạ, rồi chú. Dạ. Cái gì, đam mê diễn xuất hả? Dạ. Là diễn viên hả? Dạ, dạ. Rồi. Ôi trời ơi, mấy cái mặt này mà làm diễn viên cái gì? Diễn viên ít nhất là phải đẹp, không đẹp thì phải giỏi, phải duyên, mà muốn giỏi muốn duyên á phải học thầy giỏi, thầy nổi tiếng chứ ai đâu mà học ông thầy này chú. Cái gì? Chú ấy nói đúng. Đó, tao nói đúng mà. Đây, 3 tháng tiền nhà đâu, lẹ lên. Chú ơi, 3 tháng tiền nhà là nhiêu vậy chú? 9 triệu. 9 triệu tụi con có mà. Tụi con có hết chú ơi. Đứa nào đưa tiền, thầy đuổi học đứa đó. Đứa nào không đưa tiền, tao đuổi ông ra ngoài. Tôi sẽ ra ngoài. Muốn ra ngoài đưa 9 triệu đây. Thầy ơi, thầy, con xin thầy. Thầy đàn ơi, tụi con không có chỗ học cũng được, nhưng mà quan trọng thầy phải có chỗ ở. Số tiền này không có nhiêu đâu, tụi con lo được. Ờ, đó, phải vậy không? Đây nè. Ồ, 90 ngàn hả? Mày nhớ mặt hả? Hồi nãy 9 triệu mà đưa 90 ngàn. Nãy nói rồi, số tiền không có nhiêu đâu lo được mà. Mày... Thôi nè, giữ lại hết đi. Nhưng mà... Tôi hứa với anh, tuần sau là có người kêu tôi đi phim. Lúc đó có tiền, tôi sẽ gửi lại cho anh. Ôi, thôi được rồi. Tôi cho ông một tuần nữa thôi nha. Còn bây giờ á, đuổi tôi nói về hết giùm tôi. Tối rồi để cho tôi ngủ, ồn ào quá. Không đuổi được có trách tôi nghe chưa? Dạ, cảm ơn. Bực mình nè. Thầy, ông đòi không sao, không sao, không sao. Cứ ở lại tập đi. Nói vậy chứ ông tốt lắm. Dạ. Ủa, sao tối vậy thầy? Tối vậy thầy? Thầy, nè, khu của thầy hay cúp điện lắm. Xíu có lại liền à. Dạ. Tôi cúp đó. Nè, chừng nào tôi nói vậy hết tôi mở lại. Nghe chưa? Lần nào cũng vậy, ồn ào. Không giúp được gì chứ à. Thầy ơi, không mấy tụi con về. Dạ, đúng rồi, thầy không sao đâu. Một bữa khác qua tập nha thầy. Dạ. Cứ ở lại tập. Tập được ngày nào hay ngày đó. Thầy sợ thầy không có tiền trả tiền nhà. Nhưng mà tôi không tập được. Đúng rồi đó thầy. Đốt đèn cày lên tập. Thank you.
chỉ mong là thầy sẽ cố gắng hết sức để đứa nào cũng sẽ được đậu vào trong trường sân khấu. Lúc đó tụi con sẽ được học nhiều thầy cô, anh chị nghệ sĩ giỏi hơn thầy. Thầy ơi, con xin thầy, thầy đừng nói vậy. Nửa chữ cũng là thầy, mà một chữ cũng là thầy. Tụi con Cảm ơn thầy. Vì điều gì? Vì thầy đã là người truyền lửa cho tụi con. Nè, bữa giờ có thấy thằng Quỳnh Lý không? Con không biết. Quỳnh là con nhắc nó đi làm ở đây. Dạ. Có điện rồi. Có điện. Con là thầy. Phải không Quỳnh vậy? Ủa Quỳnh. Thầy mai mốt á thầy đừng có lo nữa nha. Con trả tiền nhà 3 tháng cho thầy rồi. Với lại á, anh em cứ tập thoải mái đi. Hồi nãy con có đưa tiền cho ông chủ nhà cho anh em mình tập. Đây, cam với sữa, thầy giữ lại uống nha. Ăn uống bồi bổ vô, giờ này con thấy thầy xanh lắm rồi đó. 11 giờ khuya rồi còn thức chi nữa. Giờ vô ngủ đi. Tí nữa anh em tụi con tập xong rồi con đóng cửa nhà cho thầy nha. Đúng rồi thầy. Thầy vô. Rồi. Thầy vô ngủ ngon nha thầy. Dạ. Từ từ. Thằng quỷ. Trời đất ơi, hôm nay nghỉ học một tuần lễ trước đi chơi rồi mày. Biết chắc bữa giờ đi làm nhiều show lắm không mày? Ê, nhớ ăn uống đầy đủ nha. Quá trời. Dạ. Mày thấy mọi người quan tâm mày không? Sao không trả lời? Làm gì mặt buồn buồn hoài vậy? Vụ gì vậy? Nào ông hiếp mày hả? Thầy bị gì? Thầy nói coi ai hiếp hả? Chuyện gì? Thầy bị bệnh nặng lắm, tụi mày có biết không? Ủa? Nói gì? Ủa, tao thấy thầy bình thường mà. Thầy có một khối u ngay phổi. Nếu như mà không chữa trị kịp thời, rất có thể thầy sẽ chết. Thôi. Giờ phải làm sao? Quỳnh, ai nói mày biết chuyện này? Bác sĩ điều trị cho thầy là người quen của tao. Nhưng giờ làm sao? Sao mà chữa trị? Bây giờ chữa trị nhiêu tiền? Cần khoảng 100 triệu để mổ gấp cho thầy. 100 triệu ở đâu ra? Trời ơi, em thầy nghe bây giờ. Nó nhỏ tôi tự tin. Dũng. Mày dắt tao đi cầm xe đi. Ê, khoan. Hiểu đi. Gì vậy? Cầm cái đồng hồ tao cầm chút xíu nữa. Đi cầm đi, tao qua nhà mẹ tao mượn thêm nữa mày. Không có đủ đâu. Để tao mượn thêm. Không. Tiền lương tao mới lãnh thằng này nè. Mày phải giữ đi. Để tao đi mượn thêm mấy đứa bạn của tao nữa. Ai có bao nhiêu thì đưa lẹ ra đi. Không có đủ đâu. Tao đi vay tiền nóng. Mày đi à? Vay tiền nóng tiền đâu kìa. Thì mày điên hả? Cái chuyện này tụi bay khỏi có lo. Để tao lo. Quên. Hey, nó nói về tiền đâu lo. 100 triệu, ở đâu ra nó có? Thằng quỷ để làm quần chúng làm cách ở đỡ làm như làm nội thay vậy lo. Chạy cho nó đi mày biết. Quên. Tụi bay nhớ, nhất định phải bảo vệ kỹ số tiền này. Mày lại. Tao muốn lấy tiền. Lên. Giỏi lắm đấy hả? Mọi người, vô xếp hết quay cảnh tiếp theo, cảnh nguy hiểm nha. Lẹ lên, nhanh lên. Nè Quỳnh, em có suy nghĩ kỹ về cái chuyện mà thực hiện pha nguy hiểm đó chưa? Dạ kỹ, anh Nghĩa. Em chắc chắn sẽ làm được. Anh phải tin em nha. Làm được nha. Dạ. Ừ. Anh ơi. Anh tin ở em đó. Anh ơi. Hả? Còn cái chuyện hôm bữa. Anh biết rồi, em yên tâm đi. Sau khi em thực hiện xong ca nguy hiểm này, anh sẽ chuyển thẳng vào tài khoản em 100 triệu. Được vậy thì em cảm ơn Nghĩa nhiều nha. Xứng đáng với công sức của em mà. Nè mọi người, chuẩn bị quay cảnh tiếp theo. Nhảy từ lầu 10 nhảy xuống nha. Tôi không muốn bất kỳ sai sót nào xảy ra ở đây. Nghe chưa? Quên. Mày điên hả? Người ta kêu mày nhảy từ lầu 10 xuống mày không nhảy nữa. Tụi bay, đây là cách duy nhất để ta kiếm tiền. Nhưng mà cách này là mày bán mạng mày đó. Mày phải coi trọng mạng của mày cái quên. Tụi bay bị khùng hả? Nhảy cái này rất là đơn giản, chỉ đứng trên chển rồi nhảy xuống là được thôi. Đơn giản cái gì? 3 năm trước, mày làm cách ở đâu mà nhảy từ lầu 6 xuống mày bị đa chấn thương.
mày nhớ không? Trên mảnh đất này mày không gia đình, không người thân, duy nhất một mình thầy lo cho mày thôi. Bây giờ mày nhảy từ lầu 10 xuống, thầy già rồi sao thầy lo cho mày? Chính vì vậy bây giờ tao phải lo lại cho thầy. Đó là trách nhiệm của tao. Mày, tụi mày phải tin tao. Chắc chắn tao làm được. Không được. Ở đây đi, 5 phút sau tao đáp xuống một cái, anh em mình đi ăn, xong rồi đem về chữa bệnh cho thầy. Tụi mày phải tin tao. Tao làm được. Nè, nè, mấy cậu kia làm gì vậy? Cái chỗ hiện trường tao đang quay mà, đi ra. Mọi người chuẩn bị kỹ nha. Mày làm cái gì gọi điện nữa? Tao gọi cho thầy. Alo. Thầy ơi. Thầy ơi. Thầy ơi, thằng Quỳnh đó thầy. Nó đi ra ngoài, nó đi làm. Người ta kêu nó nhảy từ lầu 10 xuống, nó không nhảy nữa. Bây giờ anh em tụi con nó hết lời, nó có nghe. Thầy ơi, thầy lại nói chuyện với nó đi thầy. Nó đang ở đâu? Nó ở cái cầu ốc bổ quan gần nhà thầy đó thầy. Chỗ nó quay phim nhiều lắm. Thầy chạy cho nó liền. Anh chuyển khoản liền cho em. Em giỏi lắm. Cảm ơn. Mấy chị khóc gì ạ? Tao nói tao làm được là tao làm được, thấy không? Phải vui lên. Vui lên vì mình có tiền chữa bệnh với thầy rồi, phải vui lên chứ. Vui lên. Lại đây. Thầy ơi. Im. Thầy già rồi, sống nay chết mai mà. Thầy ơi, thầy đừng làm vậy mà. Thầy ơi, cách đây 3 năm, nếu như mà không có thầy là không có con đâu thầy. Không giờ thầy giúp là con đã chết rồi.
đối với con. Thầy không chỉ là một người thầy, mà thầy còn là một người cha. Mà con không muốn mất cha mình đâu thầy ơi. Một lửa đam mê của nhóm Khủng Long Tí Hon, cố vấn Diệp Tiên. Xin cảm ơn những diễn viên hỗ trợ và cảm ơn nhóm Khủng Long Tí Hon rất nhiều. Cảm ơn các em rất là nhiều qua cái tiểu phẩm này. Vì chị Vinh Sơn ngồi đây rất là xúc động, vì chị Vinh Sơn cũng là những người đã từng học ở trong trường sân khấu. Bao nhiêu ký ức nó lùi về. Bởi mới thấy rằng là đối với ngành nghề nào thì những bước đi đầu tiên nó rất là quan trọng. Và những người thầy mà truyền hết tất cả lửa cho mình, dù phải hy sinh đến bản thân, thì cái điều đó là cái điều mà mình phải học hỏi và mình phải bắt chước và phải sống như vậy thì mới đúng cái tâm và cái đạo đức của một người diễn viên. Và chị mong là dù ngày hôm nay tụi em có quán quân hay á quân thì mong là cái lớp diễn viên ngày hôm nay hãy giữ lửa như là thầy đã từng giữ lửa với em trong tiết mục ngày hôm nay. Rất là cảm ơn các em. Xin cảm ơn giám khảo Kiều Anh rất nhiều ạ. Xin mời nhóm Khủng Long Tí Hon qua bên đây với Tú ạ. Xin mời giám khảo Hoàng Sơn. Tôi nói ngắn gọn thôi là tại vì hôm nay đúng là anh nói là các bạn đã cho tôi sống lại những cái ngày mà hồi xưa tôi mới chân ướt chân ráo bước vào trường, là chỉ có những người thầy của mình làm truyền lửa cho mình một cách chân chính nhất và một cách yêu thương mình nhất. Nếu các bạn đây tải thêm được cái tình cảm của một người thầy mà không phải là một cái chỗ trường chuyên nghiệp. Cuối cùng tôi nói một câu như này, hôm nay hai cái tiết mục này và tôi tin chắc là quý vị khán giả sắp tới sẽ được thưởng thức những cái gì hay và những cái gì vui nhất của các bạn sẽ đem tới cho mọi người trong tương lai. Các bạn là những diễn viên rất là có tiềm năng và tôi ủng hộ các bạn, và tre chúng tôi đã già thì đã có lớp măng mọc rồi đó. Có mình anh già nơi em còn. Xin cảm ơn những lời nhận xét đến từ ban giám khảo. Và số điểm của nhóm Khủng Long Tí Hon sẽ được giữ bí mật vào phía cuối chương trình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao sau vài phút quảng cáo nhé. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với đêm chung kết xếp hạng Cờ Xuyên Việt Tứ Lâm Hội mùa thứ hai. Và trên sân khấu lúc này là bốn nhóm đã góp cho sự thành công của Cờ Xuyên Việt Tứ Lâm Hội mùa thứ hai. Và anh Tuấn sẽ được cảm ơn bốn nhóm rất nhiều ạ. Và sự trở lại của nhóm Heyman và nhóm Debit. Để thay lời cảm ơn cho những sự đóng góp của hai nhóm cho Cờ Xuyên Việt Tứ Lâm Hội mùa 2, chúng tôi xin được trân trọng kính mời tổng đạo diễn Diệp Tiên trao kỷ niệm chương và bảng giải thưởng giải tư cho nhóm The Beat. Kỷ niệm chương và bảng giải thưởng giải ba cho nhóm Heyman. Xin mời đại diện hai nhóm ạ. Một lần nữa xin cảm ơn hai nhóm và cảm ơn tổng đạo diễn Diệp Tiên rất nhiều. Và kính thưa quý vị, cuộc thi phải có điểm dừng. Xuất thần một cái là mình quán quân. Nhưng mà quan trọng tinh thần, chơi mà vui vẻ vẫn là quán quân. Quán quân trong lòng quý vị của khán giả. Và ngay bây giờ, trên tay anh Tú đang có số điểm của hai nhóm. Khủng Long Tí Hon và nhóm Kỳ Tài. Liệu rằng ai sẽ giành được chiếc cúp quán quân Cờ Xuyên Việt Tứ Lâm Hội mùa thứ hai? Anh Tú sẽ được công bố. Một nhóm có số điểm tổng là 19,75. Số điểm đến từ giám khảo Kiều Anh là 10. Giám khảo Hoàng Sơn là 9,75. Một nhóm có số điểm 19,5 đến từ giám khảo Kiều Anh là 10. Giám khảo Hoàng Sơn là 9,5. Như vậy nhóm nào có số điểm cao hơn sẽ trở thành quán quân
cường sinh viên tiết lập hội mùa thứ hai. Ai hả? Vâng, xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và anh Tú xin được công bố quán quân cười xuyên Việt tiết lâm hội mùa thứ hai là nhóm Khủng Long Tí Hơ và nhóm Chị Tài sẽ trở thành á quân của cười xuyên Việt tiết lâm hội mùa thứ hai. Xin được chúc mừng quán quân Khủng Long Tí Hơ và á quân nhóm Kỳ Tài. Xin được mời nhà đại diện, nhà tài trợ ông Lê Nguyễn Đức Hôi lên sân khấu trao kỷ niệm trương bản giải thưởng và hoa cho á quân. Giải thưởng của á quân là 70 triệu đồng. Một tràng pháo tay thật lớn cho á quân cường sinh viên tiết lâm hội mùa thứ hai nhóm Kỳ Tài. Một lần nữa xin tràng pháo tay thật lớn à. Xin cảm ơn nhóm Kỳ Tài và ông Lê Nguyễn Đức Hôi rất nhiều. Xin được mời nhà đại diện, nhà sản xuất, nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh lên sân khấu trao cúp, ban giải thưởng và vòng hoa cho quán quân nhóm Khủng Long Tí Hơn. Và giải thưởng của quán quân là 200 triệu đồng. Tìm ra quán quân cười xuyên Việt tiết lâm hội mùa thứ hai năm 2017, đó chính là Khủng Long Tí Hơ, bao gồm các thành viên Quốc Khánh, Hoàng Khôi, Quỳnh Lý, Trường Giang và Xuân Tiến. Rất xuất sắc, một chặng đường hơn 3 tháng và ngày hôm nay đã ra hoa kết trái. Chương trình cười xuyên Việt tiết lâm hội mùa thứ hai tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã đón xem và theo dõi chương trình cường xuyên Việt tiết lâm hội mùa thứ hai do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty Trì Hồng Khang thực hiện. Một lần nữa anh Tú xin chào và hẹn gặp lại.